Có những lời này của đại ca, tiểu đệ an tâm rồi. Lục Trần mỉm cười, bên ngoài, Hàn Phủ phái ra vô số người, gửi lời nhắn đến thế lực ở các tủ lâu. Bên trong cố gia, Thái tử Trân Long nghe xong lời nhắn, sắc mặt u ám, sau đó đứng dậy, vung tay lên, đi, theo ta đi gặp lão âm bỉ này, ta mẹ nó không đánh cho hắn răng rơi đầy đất, tên của ta viết ngược lại. Thái tử Trân Long dẫn theo hai vị lão giả, phóng lên tận trời, tiến về Hàn Phủ. Tuy người đã rời đi, nhưng uy áp chân long vẫn chưa tiêu tan người của tộc chân long đi đâu vậy không biết chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn rất nhiều người nhìn thấy người của tộc chân long biến mất tự lẩm bẩm tần gia thánh nữ của thánh ma giáo nhận được lời nhắn đằng đằng sát khí vung tay lên gọi người rời đi mau nhìn người của thánh ma giáo cũng có động tính không chỉ đám bọn họ còn có người của thiên cơ các người của thánh địa cổ thương bọn họ muốn đi đâu vậy Bất kỳ biến động nhỏ nào của những thế lực lớn ngoài vực cũng sẽ làm cho người khác chú ý, hiện giờ mấy thế lực cùng nhau ra ngoài, chắc hẳn có việc lớn xảy ra. Bọn họ đến Hàn Phủ, cuối cùng thì cũng có người lên tiếng, biết được mục đích của đám người. Lục Trần, một cái tên rất bình thường, được dân chúng thành cự khuyết biết đến và truyền bá. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều biết có một người như thế. Chủ yếu là các thế lực từ bên ngoài đến đều thăm dò người gọi là Lục Trần này. chương 232, Ngao Thượng Dân chúng thành cử khuyết cũng không biết không biết tại sao các thế lực từ bên ngoài đến lại thăm dò người này, nhưng từ miệng của những người ngoại vực này thì họ cũng biết một chút. Hỗn thế đại ma vương, kẻ thù chung của thanh vực, tổ tông của hạ độc thủ, những cái mác được gắn trên người khiến lục trần nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nghe nói các truyền nhân, thánh tử của những thế lực xếp hàng đầu thanh vực đều từng bị hắn hạ độc thủ, gài bẫy. Bao gồm cả thái tử của tộc chân Long từ yêu vực tiến vào thanh vực lịch luyện, cũng thua ở trong tay lục trần, Nghe nói Lục Trần đang ở Hàn phủ, lần này, rất nhiều thế lực tiến vào Hàn phủ chính là vì tìm người gọi là Lục Trần này để thanh toán. Ngoài những người mà Lục Trần đắc tội còn có rất nhiều thế lực đã từng nghe về truyền thuyết của Lục Trần, chẳng hạn như gia tộc U Dương của Huyền vực, Băng Tuyết cung điện của Đế nữ vực, vân vân, tất cả đều lên đường tiến về Hàn phủ. Đương nhiên, các thế lực địa phương cũng không ngoại lệ, chẳng hạn như Đan Hoàng điện, Thánh địa Thanh Long, Thuần Dương cung, Thánh địa Giao Trì cùng số ít thánh cấp thực lực phổ thông, đều tới góp náo nhiệt. Bọn họ cũng rất tò mò, một người chỉ mới siêu phàm cảnh như Lục Trần, rốt cuộc có gì tài giỏi, vì sao có thể ở thanh vực náo đến gà bay chó chạy tạo nên huyền thoại này đến huyền thoại khác. Trong thánh địa giao trì, ánh mắt Liễu Khuynh Thành lộ ra ngờ vực, chẳng lẽ sư huynh cũng tới. Nói cũng đúng, mộ địa thánh chủ sắp xuất thế, không lý do gì mà sư huynh không đến. Có điều, nhiều kẻ thù đi tìm sư huynh như vậy, cũng không biết sư huynh chuyển nguy thành an bằng cách nào. Ngoài Liễu Khuynh Thành ra, Thánh Địa Giao chỉ còn có một vài đệ tử có chút ấn tượng với cái tên Lục Trần này, không biết Lục Trần này có phải là Lục Trần kia hay không. Sơn Trang đảo giữa hồ, tử hằng say rượu vẫn đang lầm bầm khe khẽ bên cạnh, nói cái gì mà muốn cùng Lục Trần hưởng phúc, đồng cảm cùng chung hoạn nạn, phiền phức của Lục Trần cũng là phiền phức của hắn. Lục Trần không thèm để ý đến con sâu rượu này, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một vị thiếu niên mặc áo lam, môi hồng răng trắng, khuôn mặt non nớt thiếu niên đang đi tới. Phía sau hắn là hai vị cường giả có khí tức khủng bố. Giờ phút này, khuôn mặt anh Tuấn của gã thiếu niên này có chút vặn vẹo, ánh mắt nhìn lục trần tràn đầy tức giận, giống như có hai ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Ngao thượng, một trong những yêu nghiệt có thiên phú nhất trong lịch sử tộc chân Long, mặc dù còn khá trẻ tuổi nhưng chiến lược phi phàm, vượt xa những người bạn cùng lứa. Ngao thượng không chỉ nổi danh trong tộc chân Long, cho dù là toàn bộ yêu vực cũng có uy danh nhất định. Ngao thượng trời sinh bất phàm, lòng dạ bướng bỉnh tự nhận không ai cùng lứa có thể đọ sức với hắn liền tiến về thanh vực để lịch luyện nhưng mà kinh nghiệm sống của hắn chưa nhiều lại gặp được lão âm bỉ lục trần thế nên phải trải qua một khoảng thời gian đen tối nhất trong đời hắn bị đánh hôn mê ngay cả chân long bảo dịch trên người cũng bị cướp sạch sẽ đối với ngao thượng mà nói đây chắc chắn là một nỗi nhục lớn trong đời lão âm bỉ ăn một quyền của ta đi ngao thượng gào một câu không nói lời dư thừa liền lao xuống quyền pháp tộc chân long đánh lên đầu của lục trần ầm ầm một luồng khí tức đáng sợ tuôn ra từ trên người ngao thượng nắm đấm cứng rắn như ngọc thạch tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong lúc mơ hồ còn có một tiếng gầm gừ truyền ra chính là tiếng rồng gầm không ai nghĩ rằng ngao thượng tới liền trực tiếp động thủ với lục trần xung quanh nhân hoàng của hàn phủ không xuất hiện mà từ xa quan sát loại chuyện này không phải chuyện mà bọn họ có thể dính vào tiểu thượng thượng tục ngữ nói một ngày không gặp như cách ba thu chúng ta hai năm không gặp vì sao vừa thấy mặt liền hô đánh hô giết không thể ngồi xuống ăn cơm tâm sự ư lục trần đối mặt với một quyền khí thế cũng không quá mức nghiêm túc ngược lại khí định thần nhàn mà mở miệng lục trần cũng vung quyền nắm đấm phát ra quang mang màu đỏ mang theo khí thức nóng bỏng va chạm một kích với ngao thượng cả hai giao thủ tạo thành một cơn lốc kịch liệt mặt đất tựa như sụp đổ một cơn đau khủng khiếp truyền đến từ nắm tay của lục trần hắn bất giác lùi lại một bước, cánh tay khẽ run lên. Con hàng này thế mà lại là nguyên thần cảnh sơ kỳ. Lục Trần thầm nghĩ trong lòng, tốc độ thăng cấp rất nhanh. Hai năm trước lúc hắn gặp phải con hàng này chỉ mới siêu phàm cảnh sơ kỳ, lúc ấy hắn còn là siêu phàm đạo cơ, cũng đang ở siêu phàm sơ kỳ. Hai năm không gặp, hắn vừa mới thăng cấp lên siêu phàm cảnh hậu kỳ, mà Ngao Thượng đã nguyên thần cảnh sơ kỳ. Không thể không nói, thực lực của Ngao Thượng rất biến thái, gần giống như hắn, nhất là bây giờ còn dẫn trước hắn, bước vào nguyên thần cảnh sơ kỳ, bất kể là sức mạnh hay thể chất đều tăng lên rất nhiều. Ngao thượng gầm nhẹ, lại tung quyền lần nữa, nắm đấm phát ra quang mang tỏa sáng còn hơn cả lúc trước, hóa thành một kim long chảo được che kín bằng vảy màu vàng. Long chảo phá không, mang theo luồng khí vô cùng sắc bén, oanh kích về phía Lục Trần. Lục Trần toàn lực ứng phó, thi triển thiên hỏa quyền đến cực hạn, sóng nhiệt kinh người bao phủ phạm vi xung quanh cả ngàn mét. Nắm đấm như nham thạch nóng chảy, va chạm với long chảo. Âm ầm, hai người đánh nhau kịch liệt, giữa âm bắn ra bốn phía, xung quanh nháy mắt hóa thành đống hỗn độn đầy đất, mặt đất dạn nứt, cây cối bốc cháy. Uy thế thật mạnh, đây là siêu phàm cảnh sao, khủng bố hơn cả nguyên thần cảnh viên mãn. Xa xa, một đám người hàn gia cảm nhận được khí tức này, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của hai người, liền bình thường trở lại. Một người đến từ tộc chân Long, là thái tử của tộc chân Long, chiến lực vô song, khí lực cường đại, mà kẻ kia lại từng hãm hại thái tử chân long, thực lực tất nhiên không thể đoán được. chương 233, con nghé con, khi hai người đánh nhau, xung quanh hồ tâm đảo, lần lượt từng bóng người thấp thoáng, người này đến người khác. Trong đó có người ma khí ngút trời, thẳng hướng lên trên, hóa thành một mảnh đen nghịt tầng mây, có người hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể, con người sắc bén, sắc hơn cả đau, cũng có kẻ khí chất phi thường, đứng chắp tay, trên mình mang theo khí tức bá đạo và mạnh mết. Luyện cổ thánh giáo, thánh địa cổ thương, Thiên Cơ Các, Thánh Ma Giáo, Thành Xích Long. Nhưng khi nghĩ đến thân phận của hai người, bọn họ liền bình thường trở lại. Một người đến từ tộc Trân Long, là thái tử của tộc Trân Long, chiến lực vô song, khí lực cường đại, mà kẻ kia lại từng hãm hại thái tử Trân Long, thực lực tất nhiên không thể đoán được. Khi hai người đánh nhau, xung quanh đảo giữa hồ, lần lượt xuất hiện từng bóng người thấp thoáng, người này đến người khác. Trong đó có người ma khí ngút trời, thẳng hướng lên trên, hóa thành một mảnh đen nghịt tầng mây, có người hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể, còn người sắc bén, sắc hơn cả đau, cũng có kẻ khí chất phi thường, đứng chắp tay, trên mình mang theo khí tức bá đạo và mạnh mẽ. Luyện cổ thánh giáo, thánh địa cổ thương, thiên cơ các, thánh ma giáo, thành xích long. Năm thế lực này đều phái người đến, đi cùng là các sư môn trưởng bối, cùng nhau đi tới. Bọn họ đều là chủ nợ của Lục Trần, ngày khác nhân, hôm nay quả. Bọn họ nhìn Lục Trần ở giữa sân, ai nấy đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Có người còn tức giận, trông thấy Lục Trần liền không kiềm chế được cảm xúc, hét lớn, Lục Trần, cái đồ vô sỉ nhà ngươi, hôm nay xem ngươi chạy trốn đi đâu. ầm ầm Lục Trần vẫn đang chiến đấu kịch liệt với Ngao Thược, khi cùng sử dụng quyền cước, quanh thân biến đổi một mảnh ánh kiếm. Ánh kiếm đỏ rực như lửa, lúc xẹt qua không gian mang theo một dấu tích thật dài. Đây là thuần dương kiếm thuật, biến đổi hỏa diễm ánh kiếm. Nếu tử hằng bên cạnh đang trong trạng thái tỉnh táo, hắn nhất định sẽ hoảng sợ, lục trần biến đổi thuần dương kiếm thuật, uy lực hắn toát ra mạnh hơn nhiều so với lần hắn thi triển hồi trước. Hỏa diễm ánh kiếm sen lẫn, cắt xuyên qua không gian và bao phủ ngao thượng. Tuy trong mắt ngao thượng tràn đầy lửa giận, nhưng đối mặt với hỏa diễm ánh kiếm này, hắn cũng phải lộ ra vẻ nghiêm trọng. Quanh thân hắn ngưng kết từng mảnh long lân, tạo thành một long lân giáp, mỗi mảnh long lân đều óng ánh rực rỡ, tỏa ra kim sắc quang mang chói mắt. Khi từng đạo hỏa diễm kiếm khí tấn công vào long lân giáp, nó tạo ra một âm thanh leng keng như thể kim loại va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Có điều, trong đó có một đạo hỏa diễm ánh kiếm lại hướng thẳng về phía tử hằng đang ngủ say. Mẹ nó, lão tử đã bắt đầu đánh nhau, người lại có thể ngủ thiếp đi. Trong lòng lục trần rất bất mãn, tử hằng vốn dĩ đang trong trạng thái buồn ngủ, cho dù có âm thanh giao chiến va chạm đinh tai nhức óc bên cạnh cũng không thể làm hắn tỉnh táo lại. Nhưng có một đạo hỏa diễm ánh kiếm tới gần, một cảm giác ớn lạnh dâng lên mãnh liệt trong lòng hắn, hộ thuẫn linh khí hiện ra, vì hắn ngăn chặn ánh kiếm đáng sợ này giác hộ thuẫn linh khí bên ngoài thân thể của tử hằng vỡ nát cả người hắn bị đạo ánh kiếm này đánh bay dưới cơn đau dữ dội cuối cùng hắn mới tỉnh táo lại chỉ là ngay cả sau khi tỉnh dậy hắn vẫn mơ mơ màng màng tử hằng mở to đôi mắt say xỉn và lờ đờ nhìn lướt qua lục trần sau đó lại nhìn ngao thượng một bên trong lúc nhất thời mơ hồ không biết chuyện gì đang xảy ra lục huynh con hàng này là ai vậy tử hằng hỏi một cách lơ đễnh Lục Trần lặng lẽ nói, kẻ thù của ta, hiện tại muốn giết ta. Cái gì, tử hằng nghe xong, mang theo mùi rượu, siêu vẹo đi về phía ngao thượng. Tử hằng cao hơn ngao thượng một cái đầu, tử hằng cúi đầu, dùng ánh mắt của người lớn nhìn trẻ con để nhìn ngao thượng, mùi rượu nồng nặc phun lên trên mặt, nhóc con, người rất có khí phách, ngay cả huynh đệ ta cũng dám động. Chủ yếu là do ngao thượng thoạt nhìn còn quá trẻ, dáng vẻ trẻ con vẫn chưa biến mất, trắng trắng mềm mềm, lại thấp hơn hắn một cái đầu, vậy nên Tử Hằng mới xem Ngao Thượng như một đứa trẻ. Ngao Thượng nghe được câu nói của Tử Hằng, trên vầng trán trắng nõn của hắn đã vẽ ra ba vạch đen, đồng thời mùi rượu phả vào mặt khiến hắn nhíu mày. Ngao Thượng nhìn chằm chằm Tử Hằng, lửa giận đang dần dần nổi lên. "Yo, thằng nhóc người còn mọc hai cái sừng." Tử Hằng như phát hiện ra đại lục mới, nhìn thấy chiếc sừng nhỏ độc đáo trên trán Ngao Thượng, còn vươn tay ra sờ lên, cảm thán nói, "Nhóc con, hóa ra ngươi thuộc nhiều tộc." Chẳng trách tuổi còn nhỏ mà tính tình đã nóng nảy như vậy trong hai con mắt ngao thượng bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo kẻ nát rượu lộn xộn này lại còn nói hắn là nghiêu tộc nghiêu tộc thấp kém làm sao có thể sánh với long tộc cao quý của hắn hắn là chân long trong cơ thể có huyết mạch chân long đang chảy đừng nói ngao thượng tức giận hai vị cường giả của tộc chân long phía sau cũng nhìn từ hằng bằng ánh mắt lạnh lẽo khuôn mặt của người xung quanh lộ ra vẻ quỷ dị người của các thế lực lớn cũng không nhúng tay vào nhất là người có thù với lục trần càng giữ im lặng bởi vì bọn họ đang ngầm xếp hàng trước hết cứ để cho thái tử chân long đi chừng trị lục trần sau đó từng người bọn họ lần lượt đánh chỉ là không nghĩ tới một tên nát rượu lại chạy ra ngoài tên sâu rượu đáng chết cút qua một bên lúc này ngao thượng cũng không muốn nói chuyện với con sâu rượu này hắn chỉ muốn lôi lục trần ra hung hăng đánh một trận ít nhất cũng phải đánh lục trần đến mức nằm cứng đơ con nghe con tính tình vẫn rất hung hăng tử hằng nhìn thấy vẻ mặt ngao thượng phẫn nộ cười ha hả nói duỗi tay ra chạm vào sừng rồng của ngao thượng sờ tới sờ lui khuôn mặt tuấn tú của ngao thượng biến thành màu gan heo. Cái tên chết tiệt này hết lần này đến lần khác sờ vào sừng rồng của hắn, lại còn nói hắn là Nhu tộc, có thể nhẫn lại không thể nhẫn nhục. chương 234, con nghé con hai. Chỉ thấy sừng rồng của ngao thượng phát sáng, chấn động mạnh mẽ lan tràn ra, sừng rồng trong suốt phát ra hai luồng năng lượng bạch quang, bắn tới trên người tử hằng. Sau đó, tử hằng liền bi thảm, tử hằng không kịp đề phòng, bay ngược ra xa mấy trăm mét xa xa, tiếng kêu rên của tử hằng truyền đến. Ta biết mà, thiên hạ làm gì có cơm trưa miễn phí. Trong đám người, Kim Anh Tuấn nhìn thấy cảnh này, đỡ chán lẩm bẩm. Động tính của những người này rất lớn, hơn nữa Lục Trần còn giao chiến một hồi với Ngao Thược, hắn đương nhiên cũng chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Lục Trần lại khác thường như thế, không chỉ lấy ra tiên nhân túy chiêu đãi tử hằng, mà còn một câu lại một câu đại ca tâm bốc lên. Kết quả con hàng này vì một tiếng đại ca mà mất phương hướng thổ lộ tâm tình với Lục Trần, đào tận đáy lòng, bây giờ bị chút say như thế, cho Lục Trần chia sẻ hận thù. Tình cảnh này khiến Kim Anh Tuấn nghĩ ngay đến kế hoạch thâm hiểm của Lục Trần, không thể không nói, quá mẹ nó âm hiểm. Lục Trần ở giữa sân, cũng tương đối hài lòng với phương thức kéo thù hận của Tử Hằng. Lúc trước, nghe nói về sự xuất hiện của nhiều thế lực như vậy, hắn vẫn có chút e ngại, định tìm người chia sẻ một chút thù hận. Sau đó, Tử Hằng bước vào tầm nhìn của hắn, vốn là, trong mong đợi của Lục Trần, Sương Huynh gọi đệ với Tử Hằng một khoảng thời gian như vậy, hắn có chút lo lắng, dưới trạng thái say rượu của Tử Hằng liệu có thể kéo được hận thù một cách hoàn hảo hay không. Kết quả, biểu hiện của Tử Hằng còn vượt ra khỏi sự mong chờ của hắn. Tử Hằng dưới trạng thái say rượu đã hoàn toàn thả lỏng bản thân. Rất nhanh, Tử Hằng đã chạy trở về, chỉ thấy trên ngực của Tử Hằng có hai cái lỗ, khói đen bốc lên, bên trong có một cái dạ dày mềm mại màu trắng bạc, ngăn chặn sóng năng lượng xung kích của cặp sừng rồng vừa rồi. Tử Hằng không có chuyện gì, chỉ là bị bay mấy trăm mét, thân thể rơi trên mặt đất có chút đau đớn mà thôi. Mẹ kiếp, con nghé con này tuổi có lớn không vậy, thực lực thật mạnh. Tử Hằng bay trở về, nhìn Ngao Thượng đánh giá từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, một lát sau mới nói, con nghé con, có hứng thú theo bên người bản đại gia không, làm vật cưới của bản đại gia, bản đại gia cho người ăn ngon uống sướng. Tử Hằng mỗi lần mở miệng lại một tiếng con nghé con, còn muốn để ngao thượng làm vật cưới của hắn khiến cho lửa giận trong lòng ngao thượng từ từ bốc lên tức chết ta cả khuôn mặt ngao thượng biến thành màu gan heo lỗ mũi đều bốc khói trắng có thể tưởng tượng hiện tại trong lòng hắn tức giận như thế nào ngao thượng xuất thủ chân long quyền pháp hướng vào ngực tử hằng tử hằng bay thẳng ra ngoài nhưng rất nhanh con hàng này trở lại như thể là một người không có chuyện gì chỉ có điều khóe miệng mang theo vết máu mặc dù trên người mặc pháp bảo phòng ngựa cực kỳ cường đại hắn cũng bị thương. Mẹ kiếp, ta chưa bao giờ từng thấy con nghé con mạnh như ngươi, quả thực như bức ngất trời, ta quyết định, ta muốn chân áp con nghé con ngươi. Tử hằng quát, linh lực trong cơ thể tràn ra, muốn ra tay với ngao thượng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Bên cạnh, hai lão giả tộc chân long bước lên trước một bước, trên người bộc phát ra uy áp chân long khủng bố, đè ép người trong trận không thở nổi. Một lực lượng vô hình lưu động, trực tiếp giam cầm tử hằng trên không trung. Ánh mắt của hai lão giả tộc chân long nhìn chầm chầm tử hằng, trong đôi mắt hàn ý lưu truyền, lạnh lẽo vô cùng. Con sâu rượu không biết sống chết này nhiều lần vũ nhục thái tử của bọn họ, không thể nhịn được nữa, bọn họ quyết định can thiệp trận chiến đấu này. Tỉnh lại, một vị lão giả quát, thần niệm xâm nhập vào trí óc của tử hằng. Tử hằng nhìn một hồi, ánh mắt mới lấy lại được sự tỉnh táo ngắn ngủi, nhưng cũng chỉ kéo dài được một lúc, sau đó lại say xỉn mông lung. Tại sao trên trán các ngươi lại không có sừng trâu? Tử Hằng lơ mơ nhìn hai lão giả của tộc chân Long nói, sau đó nghiêng đầu tự hỏi, ta biết rồi, các người có lẽ đã quá già, sừng châu đều bị lão hóa chóc ra. Lần này, đến lượt mặt của hai lão giả chân Long biến thành màu gan heo. Hô hấp của bọn họ trở nên nặng nề, trên bầu trời đè ép đầy Long uy khiến cho người ta không thở nổi. Các thế lực xung quanh đến từ khắp nơi đều không nói nên lời nhìn Tử Hằng, con hàng này là ai thế, sao nhìn hắn còn kiêu ngạo hơn cả hỗn thế đại ma vương Lục Trần thế lực mấy phương liền quyết mà đến, lại dám ra mặt vì lục trần, thậm chí còn tùy ý vũ nhục tộc chân long, lai lịch có lẽ rất lớn. Các người tốt nhất đừng mang sát ý, tốt xấu thế nào, phía sau hắn cũng có một kiếm thánh. Lục Trần thấy hai vị cường giả tộc chân Long có dấu hiệu động thủ, không vội không chậm nói một câu. Lời nói của Lục Trần khiến cho ánh mắt của hai vị cường giả tộc chân Long dùng mình. Danh hiệu kiếm thánh là tôn sưng mà chỉ khi kiếm ý đạt đến cấp thánh mới được sở hữu. Kiếm thánh không có nghĩa là thánh cảnh, nhưng lại có thể chiến đấu với thánh cảnh. Nếu như tu vi của một kiếm thánh cũng đạt đến thánh cảnh, vậy sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, trở thành tồn tại khiến người khác sợ hãi trong thánh cảnh. Cho nên, hai vị cường giả của tộc chân Long vừa nghe Lục Trần nói như vậy, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ, sát ý trên người thu lại rất nhiều. Mặc dù thân thể tộc chân Long bọn họ có lực phòng ngự mạnh mẽ, lực tấn công cũng rất mạnh mẽ, nhưng không thể không nói rằng bọn họ sợ loại tồn tại như kiếm thánh này. Người của các thế lực lớn xung quanh nheo mắt nhìn, thảo nào tên sâu rượu này dám cản rỡ như vậy, hóa ra là vì có tồn tại cấp bậc kiếm thánh chống lưng. Sau đó, cường giả tộc chân long lên tiếng, đây là cuộc tranh chấp của những người trẻ tuổi đồng trang lứa, bọn ta không nhúng tay vào nữa. Vừa nói vừa lui về sau một bước, mươi 235, vị sư huynh này biết cách gây chuyện thật. Bọn họ để thái tử chân long ra mặt giải quyết là tốt nhất. Nếu như sâu rượu này bị đánh trọng thương, tin rằng kiếm thánh sau lưng hắn cũng sẽ không mặt có mặt mũi nào ra mặt. Ngoài ra, bọn họ kiêng kỵ kiếm thánh nhưng không đến nỗi sợ hãi, căn cơ tộc chân long vô cùng kinh khủng, người ngoài không thể nào biết được. Vận dụng căn cơ trong tộc cũng có thể giết chết kiếm thánh. Cường giả tộc chân long thu lại sức mạnh trói buộc, Tử Hằng được cởi bỏ giam cầm, sau đó lại bắt đầu tự tìm chỗ chết, hắn nhưng mắt nhìn Ngao Thượng, con nghé con, suy nghĩ sao rồi, có muốn làm vật cưới của ta không? Ngao Thượng thấy tên sâu rượu này hống hách như vậy, tức đến méo mũi, gương mặt tuấn tú đen như đáy nồi, tức giận nói, lão tử không chiến đấu với cái tên sâu rượu nhà ngươi, chờ ngươi tỉnh rượu rồi nói tiếp. Bây giờ trong lòng ngao thượng rất giận, căm hận đối với lục trần giảm bớt rất nhiều, nhưng căm hận đối với tử hằng lại tăng vọt lên cao. Chờ ngươi tỉnh rượu rồi sẽ quyết đấu, ngao thượng siết chặt nắm đấm, sau đó buông ra, nói một câu như vậy. Tử hằng bĩu môi, nói con nghe con, chờ sau khi ta tỉnh rượu sẽ một tay trấn áp ngươi, điều kiện tiên quyết là không được ra tay với lục huynh. Được, lỗ mũi ngao thượng phun ra khói trắng, ánh mắt ngập tràn lạnh lẽo. Chờ ta giải quyết hắn xong rồi sẽ giải quyết ngươi. Ngao thượng nhìn về phía lục trần, lạnh lùng nói xong mới xoay người rời đi. Tiểu tạc chết tiệt, trả tiên nhân túy cho ta. Ngao thượng lui về sau, một thiếu nữ có dáng người cực phẩm, mặc trang phục màu đen đi tới, thân hình nàng yểu điệu thướt tha, đường nét khuôn mặt tinh xảo, mắt to quyến rũ mang theo chút mị hoặc. Nhưng bây giờ đôi mắt đẹp đó lại như đang phun lửa nhìn chằm chằm lục trần. Khương Thái Nhiên, thánh nữ đẹp nhất thánh ma giáo đời này, tâm tư kín đáo, giỏi dùng mưu kế, có thủ lớn với Lục Trần. Thật ra cũng không tính là thủ lớn, chỉ là bị Lục Trần chơi cho một vố. Từ đó ôm lòng oán hận đối với Lục Trần, Lục Trần, trả tiên nhân túy cho ta, chuyện cũ không nhắc đến nữa. Cùng lúc đó, một thanh niên tóc đỏ kiêu ngạo bước ra, ánh mắt như kiếm nhìn chầm chầm Lục Trần. ầm, ừ, chỉ thấy trên người thanh niên tóc đỏ này bộc phát ra khí thức nguyên thần cảnh viên mãn, uy áp khiếp người linh lực đỏ thấm hiện ra, rực rỡ như dáng chiều, lan tràn khắp xung quanh, mang theo nhiệt độ cực kỳ cao, mơ hồ có thể nhìn thấy những luồng khí nóng bỏng màu trắng đang chảy loạn. Thành xích long, thành trì lớn nổi danh ở thanh vực, không bị quản thúc bởi bất kỳ thế lực nào, cũng không có người dám quản. Bởi vì bên trong thành xích long có một vị thành chủ xích long tu vi sâu không lường được. Thành chủ xích long, uy chấn thanh vực, rất nhiều người coi thành xích long là lãnh thổ của thành chủ xích long thanh niên tóc đỏ này tên là Xích Ly, là con út của thành chủ Xích Long. Mục đích của Xích Ly giống với thánh nữ của thánh ma giáo. Khương Thải Nhiên và Xích Ly đều là người dẫn đầu trong thế hệ trẻ tuổi, kiêu ngạo trong cùng thế hệ, nhưng bây giờ lại cùng nhau làm khó dễ Lục Trần. Lục Trần nhờn như tự đắc, thản nhiên nói, Xích Ly, ngươi không nên đến tìm ta đòi tiên nhân túy, sao không hỏi Khương Thải Nhiên ở bên cạnh một chút. Xích Ly lạnh lùng nói, ngươi có ý gì, ngươi hỏi thì biết, trên mặt lục trần lộ ra nụ cười bí ẩn, tin rằng Khương Thải Nghiên sẽ cho ngươi một câu trả lời vừa ý. Khương Thải Nghiên nghe thấy lời của lục trần, khuôn mặt hờ hứng, cũng không trả lời. Ngược lại là trưởng bối của bọn họ nhìn lẫn nhau, hoàng giả đến từ thành xích long nhìn chằm chằm hoàng giả của thánh ma giáo không chớp mắt, còn hoàng giả thánh ma giáo lại như làm điều gì đó trái lương tâm, không dám nhìn thẳng vào mắt của hoàng giả thành xích long. Phụ thân của xích ly cực thích uống rượu, tiêu hao số tiền không thể tưởng tượng nổi mua 10 bình tiên nhân túy nhưng trên đường vận chuyển về lại bị cướp mất, cuối cùng không rõ tung tích. Người của thành Sích Long nhận được tin tức là do Lục Trần chặn cướp. Đây cũng là nguyên nhân Sích Ly đến gây phiền toái cho Lục Trần. Mà Sích Ly vẫn luôn cho rằng là Lục Trần ném đá giấu tay, mưu đoạt tiên nhân túy của phụ thân hắn. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, mặc dù bọn trộm kia có đeo mặt nạ, nhưng thứ sử dụng là công pháp ma đạo. Lời mới vừa rồi của Lục Trần có ẩn ý sâu xa. Chẳng lẽ là người của Thánh Ma giáo? Khương Thải Nhiên bắt gặp ánh mắt của Sích Ly, ngược lại vô cùng bình tĩnh nói, lúc đầu quả thật là Lục Trần đến tìm bọn ta, nhưng mà bọn ta cũng là người bị hại. Hai ba câu của Khương Thải Nhiên đã nói rõ mục đích. Thì ra ban đầu Lục Trần đến cửa tìm nàng, nói muốn tiến hành hợp tác với nàng, cướp đoạt một lượng lớn tiên nhân túy, sau khi xong việc thì sẽ chia đều. Lúc ấy Khương Thải Nhiên ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng lại tính toán muốn nuốt một mình, vì vậy đồng ý với hắn nàng phái ra 10 vương giả và một cường giả hoàng cảnh đi mai phục thương đội. Hai thế lực chiến đấu kinh thiên động địa, mỗi bên tổn thất một hai vương cảnh, trọng thương 4 năm người. Còn Lục Trần thì nhân cơ hội lấy đồ, sau đó hai bên rút lui. Khương Thải Nghiên mang theo những người còn lại đến nơi đã hẹn từ trước, nàng định để cho cường giả chế trụ Lục Trần, nàng muốn toàn bộ 10 bình tiên nhân túy. Nhưng mà Lục Trần lại lỡ hẹn, suy nghĩ của hắn giống hệt Khương Thải Nghiên, đều muốn một mình nuốt hết căn bản không đến địa điểm đã hẹn từ trước. Bên phía thánh ma giáo không chỉ góp sức, hơn nữa còn có người bị chết, tổn thất nặng nề, thế nhưng chiến lợi phẩm lại bị một mình lục trần nuốt hết. Chuyện này đương nhiên không thể tha thứ. Khương Thải Nhiên thích đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, nhưng lần này lại bị lục trần lợi dụng. Trong lòng kìm nén một bụng lửa giận. Sau đó, Khương Thải Nhiên truy nã lục trần, lùng bắt trong toàn bộ thanh vực, ngoài ra còn báo cho thành xích long biết là lục trần đánh cắp tiên nhân túy chương 236, sâu hải thanh vực. Trong đoạn thời gian Khương Thải Nhiên truy nã Lục Trần, vì lực lượng tín ngưỡng, Kim Anh Tuấn không chút khách khí phản bội Lục Trần. Yêu cầu của Kim Anh Tuấn là Khương Thải Nhiên phải cho hắn một pho tượng của nhân vật đại năng, hắn sẽ báo chỗ Lục Trần đang ẩn núp. Sau đó, Khương Thải Nhiên thật sự đã mang đến cho Kim Anh Tuấn, pho tượng tổ sư đời thứ ba của Thánh Địa Cổ Thương. Chuyện xảy ra sau đó chính là Lục Trần bị Khương Thải Nhiên dẫn theo hai ma vương truy đuổi suốt nửa tháng, Lục Trần khó khăn lắm mới thoát khỏi truy bắt. Nghe lời Khương Thải Nhiên giải thích, các thế lực xung quanh đều không biết phải nói gì hơn, chuyện ở trong đó quanh co đến thế. Hai phe đánh nhau, Lục Trần mang theo tiên nhân túy chạy trốn, ngựa ông đắc lợi. Hai phe thế lực bị Lục Trần đùa giỡn quay vòng vòng. Người của Thánh Địa Giao Trì cũng đến, Liễu Khuynh Thành trong đám người đỡ chán, nói nhỏ, sư huynh này, biết cách gây chuyện thật đấy. Xem ra, đối với sư huynh thì trộm long lân ngư ở Thánh Địa Giao Trì chỉ, chỉ là trò đùa trẻ con hóa ra là chuyện tốt ngươi làm. Xích Ly nghe xong Khương Thải Nhiên giải thích đầu đuôi câu chuyện, dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thải Nhiên. Dầm, sau lưng Xích Ly, Hoàng Uy cuồn cuộn, khí tức của hai vị nhân hoàng tràn ra, nhìn chằm chằm hoàng giả của Thánh Ma Giáo. Nhân hoàng của Thánh Ma Giáo tự biết đối lý, ngượng ngùng cười một tiếng, hai lão huynh đệ bớt giận. Bây giờ bọn họ không muốn phát động cuộc chiến cấp hoàng. Cả người Xích Ly tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, Người đứng bên cạnh xích ly cảm giác hắn giống như một lò lửa hình người, điều này có liên quan đến công pháp tu hành của hắn. Xích ly nhìn chằm chằm Khương Thải Nhiên, nói, không cho ta một câu trả lời rõ ràng sao. Khương Thải Nhiên bình tĩnh nói, mặc dù hai phe ta và người bùng nổ chiến đấu, nhưng toàn bộ tiên nhân túy đều bị tên kia lấy mất, người hẳn là nên tìm hắn đòi lại. Nói tới đây, Khương Thải Nhiên cũng ôm một bụng tức. Tiếp đó, ánh mắt xích ly chuyển tới trên người lục trần. Khương Thải Nhiên nói không sai, mặc dù đôi bên có ân oán, nhưng tiên nhân túy lại bị Lục Trần lấy mất. Xích Ly lên tiếng, Lục Trần, cho ngươi một cơ hội, giao tiên nhân túy ra, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Đợi lấy lại được tiên nhân túy rồi tính sổ với người của thánh ma giáo sau. Lục Trần nhún vai một cái, lười biếng nói, ta đã đưa tiên nhân túy cho Khương Thải Nghiên rồi. Hử, Xích Ly nhướng mày, khốn kiếp, ngươi vu cáo ta. Khương Thải Nghiên nghe thấy lời của Lục Trần, giận đến tím mặt, tức muốn bể phổi. Lục Trần không quan tâm đến Khương Thải Nhiên, bình tĩnh nói tin hay không tùy ngươi, lúc đầu ta hợp tác với Khương Thải Nhiên cùng nhau mai phục, đã nói rõ sẽ chia đôi, kết quả Khương Thải Nhiên đổi ý, chỉ cho ta một bình, còn lại đều bị nàng nuốt hết, ngươi hẳn là nên tìm nàng đòi. Xích Ly xoay đầu nhìn chằm chằm Khương Thải Nhiên, đồ khốn kiếp, dùng lương tâm mà nói chuyện, lời của hắn khiến cho nhân hoàng của Thánh Ma Giáo cũng không chịu nổi nữa, lửa giận tăng vọt. Bọn họ tức muốn chết rồi, thánh ma giáo ra sức, một cọng lông còn chưa động được vào, vậy mà bây giờ vẫn phải đội nồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thải Nhiên bị chọc tức đến tái xanh, răng hàm cắn chặt vang lên tiếng ken két, tên khốn kiếp lục trần này lại dám vô cáo nàng. Khương Thải Nhiên vội vàng nói, xích ly, người phải tin ta, toàn bộ tiên nhân túy thật sự bị lục trần lấy đi. Lục trần nhún vai, mặt đầy bình tĩnh, mặc cho người đời bêu xấu ta thế nào, lòng ta vẫn hướng về ánh mặt trời. Má nó, lời này vừa nói ra, người ở đây đều không chịu nổi. Thánh tử của thánh địa cổ thương, thánh tử của thánh giáo luyện cổ, truyền nhân của thiên cơ các còn chưa ra sân, nhưng ai nấy đều nghiến răng ken két. Mẹ nó có ai không biết người vô sỉ, thất đức, ném đá dấu tay, tâm địa đen tối đến tận xương tủy, lại còn lòng hướng về ánh mặt trời. Bọn họ chưa bao giờ nghe thấy lời vô sỉ tới vậy. Cho dù thái tử chân long nghỉ ngơi giữa trận cũng không chịu nổi những lời này, trực tiếp đứng dậy trợn mắt nhìn. Ngươi! sao có thể không biết xấu hổ đến trình độ này. Lục Trần vô cùng chân thành nói, Xích Ly, trước giờ Ma Tu luôn nói không giữ lời, bây giờ phải xem ngươi lựa chọn ra sao. Dù sao ban đầu lúc đánh lén thương đội, bên người Khương Thải Nhiên có không ít phương giả, còn có nhân hoàng, người cho rằng nếu ta không lấy đồ ra thì có thể an toàn không chút tổn hại rút lui sao. Sắc mặt Lục Trần vô cùng nghiêm túc, Xích Ly nhíu mày, vô cùng khó lựa chọn. Một bên là Lục Trần, kẻ tai hại được cả thanh vực công nhận, không biết bao nhiêu cấp thánh tử truyền nhân bị thua thiệt bị cướp bóc trong tay hắn mặc dù hắn chưa từng giao thiệp với lục trần nhưng tin tức về kẻ thù chung của thanh vực này lại được lan truyền không ít ở thành xích long lời hắn nói đương nhiên không thể tin thánh ma giáo là thế lực ma môn cũng rất ít khi tuân thủ cam kết đều không thể tin tưởng xoắn suýt một lát hắn nghiêng về phía tin tưởng lục trần bởi vì đúng như lời của lục trần lúc đó lục trần mới siêu phàm cảnh mà khương thải nhiên là thánh nữ của thánh ma giáo cho dù là ở thành Xích Long thì cũng có phân bộ của ma môn, thời điểm tiến công lúc trước quả thật có mấy vị vương cảnh. Một vị ma hoàng khác ra tay kiềm chế nhân hoàng duy nhất của thương đội, cuối cùng mới để cho bọn họ được như ý nguyện. Còn Lục Trần chỉ là một siêu phàm cảnh, làm sao có thể chạy trốn dưới mí mắt của nhân hoàng. Vì vậy, Xích Ly đưa mắt nhìn về phía Khương Thải Nhiên. Khương Thải Nhiên bắt gặp ánh mắt của Xích Ly, biết Xích Ly lựa chọn tin lời Lục Trần, vội vàng kêu lên, Xích Ly, người thả tin tưởng lời của sâu hại thanh vực cũng không tin lời ta. Tên khốn kiếp đáng chết này, lại có thể nói dối bình tĩnh như vậy, ngay cả mắt cũng không chấp lấy một cái. Khương Thải Nhiên bực bội trong lòng, chưa bao giờ uất ức đến vậy. Đồng thời cũng rất tức giận, cảm giác như lồng ngực sắp bị lửa giận đốt thùng. chương 237, những người đang ngồi đây đều là rác rưởi. Tại sao lại có loại người vô sỉ như Lục Trần? Sâu hải thanh vực, các thế lực xung quanh nghe thấy kiểu ví von này, buồn cười lại không dám cười, không thể không nói, cách gọi này rất thích hợp, quả thật là vậy lục trần đi đến đâu thế lực nơi đó sẽ gặp xui xẻo khương thải nghiên giao tiên nhân túy ra đi xích ly thản nhiên nói lòng hắn tin tưởng lời lục trần nói hai vị nhân hoàng sau lưng xích ly bước ra khí tức nhân hoàng mạnh mẽ tràn ngập bao phủ bốn phương nhân hoàng của thành xích long lại có ý muốn khai chiến hai vị đã nói rõ rồi mười bình thiên nhân túy bọn ta một bình cũng không lấy được nhân hoàng của thánh ma giáo cũng bộc phát hoàng uy sau đó chỉ vào lục trần lòng đầy căm phẫn, tên nhóc con này quá tinh danh, toàn bộ bị hắn nuốt hết rồi, không tin ngươi cứ lục soát nhẫn chữ vật của hắn xem, nhất định có thể tìm ra được. Lục Trần bình tĩnh nói, đã lúc nào rồi, tiền bối cần gì phải vu cáo ta nữa, ta tin rằng sẽ có một ngày chân tướng lộ ra rõ ràng. Người của Thánh Ma Giáo nghe hắn nói vậy, ai nấy đều cảm thấy ê răng. Rốt cuộc là ai vu cáo ai chứ? Nhưng mà nhân hoàng của Thành Xích Long hoàn toàn không nghe lời nhân hoàng của Thánh Ma Giáo nói, ầm một tiếng, năng lượng cấp bậc nhân hoàng hoàn toàn bộc phát, khí tức hóa thành bão táp cực lớn, gió cuốn mây vần. Sau đó, một luồng nhiệt kinh khủng đột nhiên bùng nổ, thiên địa xung quanh lập tức hóa thành biển lửa, ngọn lửa hừng hực lan tràn. Nhân hoàng của thành xích long hợp nhất hai tay, ngọn lửa xung quanh tụ lại hóa thành một con rồng lửa dài đến trăm trượng, rồng lửa gầm thét, thân thể rực lửa uốn éo bay về phía thánh ma giáo. Hai vị nhân hoàng của thánh ma giáo cũng bộc phát uy thế, ma uy cuồn cuộn, Đan Sen tạo thành một tấm khiên màu đen cực lớn ngăn cản tấn công của con rồng lửa này. Đùng, sông lửa dài đến trăm trượng đụng vào mặt tấm khiên màu đen, đùng một tiếng nổ tung, ngọn lửa vỡ tan thành những đốm lửa nhỏ, bao trùm xung quanh, rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt lại bùng lên thành ngọn lửa to lớn. Rất nhiều đốm lửa nhỏ bay ra ngoài, rơi xuống trong đám người, khiến cho một đám đệ tử dưới Vương Cảnh khiếp sợ kêu rên. Cũng may các phe phái đều có nhân hoàng đến, nhân hoàng ra tay ngăn cản ngọn lửa kinh khủng này cho bọn họ. Hai vị, ở đây có rất nhiều tiểu bối, chẳng lẽ các người thật sự muốn phát động cuộc chiến cấp hoàng thật sự, nếu muốn đánh, phiền hãy lên trên trời cao. Có một nhân hoàng nhìn về phía nhân hoàng của Thành Xích Long và nhân hoàng của Thánh Ma Giáo nói. Nhân hoàng của Thành Xích Long thu tay, hừ lạnh một tiếng, hy vọng Thánh Ma Giáo cho Thành Xích Long bọn ta một câu trả lời rõ ràng, mặc dù Thánh Ma Giáo là thế lực lớn nhưng Thành Xích Long cũng không phải dễ bắt nạt. Nhân hoàng của Thánh Ma Giáo cũng hừ lạnh nói, đã làm chính là đã làm không làm chính là không làm. Được rồi, chuyện của hai vị đã rõ ràng rồi, không liên quan gì đến ta, xin mời người bị hại kế tiếp. Lục Trần ở bên cạnh hời hợt nói ra, khiến cho đám người xung quanh cạn lời, nhất là Khương Thải Nhiên, đôi mắt đẹp như sắp phun ra lửa, Lục Trần, người đang làm trời đang nhìn, ta chưa từng thấy người vô sỉ như ngươi. Lục Trần nhún vai nói, đúng vậy, người đang làm trời đang nhìn, khi ma tu các ngươi làm việc, hở một tí là giết người diệt khẩu, tàn sát cả thành, lòng dạ độc ác hơn bọn ta nhiều. Ôi chao, ai làm, mẹ ơi, nóng chết ta rồi. Một tiếng hô to gọi nhỏ từ bên cạnh lục trần truyền đến. Một người bị đốt cháy bờ mông nhảy dựng lên từ trên mặt đất, vừa hét bậy bạ vừa chạy trốn, ngọn lửa trên mông lan tràn rất nhanh, chính thức thiêu đốt bờ mông đó. Người này nhanh như chấp phóng vào hồ nước, lúc này mới dập tắt được ngọn lửa trên người. Đợi đến lúc hắn đứng dậy trong nước thì bờ mông đã cháy rụi. Người này không phải là ai khác mà chính là Tử Hằng, người trước đó chặn Thái tử Trân Long thay cho Lục Trần. Sau đó khi Lục Trần rằng co với Xích Ly và Khương Thải Nhiên đã không nhịn được mà ngủ mê man. Lục Trần cũng không để ý đến hắn, bởi vì theo như Lục Trần thấy, Tử Hằng gánh vác một phần thù hận của Thái tử Trân Long cho mình là đủ rồi, trước đó kéo thù hận không tồi, kết màn vô cùng hoàn mỹ, những người còn lại hắn tự có cách giải quyết. Không ngờ hai nhân hoàng mới giao đấu trong thời gian ngắn ngủi, một đốm lửa nhỏ đã đáp ngay lên mông Tử Hằng ngọn lửa bùng lên càng cháy càng lớn đốt tỉnh tử hằng ai làm ai làm đấy tử hằng nổi giận đùng đùng trên mông mơ hồ đau đớn tử hằng cảm thấy mông mình như bị đốt chín rồi đồng thời đầu óc còn choáng váng trước mắt xuất hiện ảo giác men rượu của tiên nhân ví vẫn chưa tan hết lục huynh ta vừa ngủ thiếp đi người có biết là ai đốt ta hay không tử hằng nhìn lục trần cách mình gần nhất lên tiếng dò hỏi chậc ta biết rồi chắc chắn là thằng nhóc ngươi làm không đợi lục trần nói chuyện tử hằng đã nhìn thấy xích ly tóc đỏ ở bên cạnh bởi vì trên người xích ly ngập tràn lửa nóng khiếp người hệt như lò lửa vậy trong tiềm thức tử hằng cảm thấy chính là tên nhóc này phóng lửa đốt hắn choáng luôn sao sâu rượu này lại say thành như vậy người xung quanh không biết nói gì hơn bị lửa đốt cháy mông mà vẫn chưa tỉnh hẳn tên này đã uống bao nhiêu rượu vậy nói có phải ngươi làm không tử hằng thấy xích ly không nói gì tức giận nói xích ly nhìn chằm chằm tử hằng ngửi thấy một mùi rượu quen thuộc. Đây là mùi rượu đặc trưng của tiên nhân túy. Thảo nào trước đó Long Hoàng của tộc chân Long dùng thần niệm chấn hồn, vừa rồi lại bị ngọn lửa thiêu cháy nhưng vẫn trong trạng thái say rượu, chỉ có tiên nhân túy mới có tác dụng chậm và lớn như vậy thôi. Xích Ly ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lục Trần. Lục Trần nhún nhún vai, nói chẳng phải ta đã nói rồi sao, Khương Thải Nhiên chia cho ta một bình. Ánh mắt Khương Thải Nhiên bên cạnh lạnh lẽo nhìn Lục Trần, không thèm giải thích chương 238, những người đang ngồi đây đều là rác rưởi hai. Này, tóc đỏ, ta đang nói chuyện với người đó, có phải người phóng lửa đốt ta không? Tử Hằng tức giận, tên tóc đỏ này hống hách quá rồi, mình hỏi hắn vậy mà hắn lại bơm mình. Tóc đỏ, mọi người xung quanh hoàn toàn cạn lời, sâu rượu này cũng hống hách quá rồi. Đầu tiên là gọi thái tử của tộc chân Long là con nghé con, bây giờ lại gọi thiếu thành chủ xích ly của thành xích Long là tóc đỏ. Điểm thu hận này kéo lên mắc luôn rồi, thiếu chủ, người đang làm gì vậy? Một giọng nói suốt ruột vang lên, bóng dáng lập lòe, bỗng nhiên Hoàng Niên xuất hiện ở trước mặt, kéo tử hằng lại. Hoàng Niên vốn đang tu luyện ở Tử lâu, biết được các thế lực lớn tập trung ở Hàn Phủ, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành nên lập tức chạy đến. Sau đó nhìn thấy dáng vẻ say khướt của tử hằng, mông còn bị cháy rụi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Bạch Hoàng và Chu Hồng trưởng lão cũng xuất hiện bên trong đám người. Chu trưởng lão, đã lâu không gặp, xung quanh có nhân hoàng ôm quyền nói với Chu Hồng. Chu Hồng là kiếm hoàng, có địa vị rất cao trong hoàng cảnh, cho nên có người nhận ra hắn. Tử Hằng sao vậy? Bạch Hoàng ở bên cạnh hỏi. Vị này là, có người nhìn về phía Bạch Hoàng, cảm thấy rất lạ mặt. Chu Hồng nói, thánh tử của Bạch Phụ Phong, hóa ra là Bạch Hoàng thánh tử, thất kính thất kính. Là như vậy, người bên cạnh nói tình hình cho Bạch Hoàng và Chu Hồng. Hai người họ nghe xong thì hai mắt đăm đăm, ngây ngốc tại chỗ, khoảng thời gian bọn họ chưa đến, rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì. Tử Hằng cũng to gan quá rồi, vậy mà dám gọi Thái tử Trân Long là con nghé con, ai cho hắn can đảm đó vậy. Chuyện này nói nhỏ thì nhỏ, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ chính là lời nói bậy bạ không đáng tin của sâu rượu, nói lớn chính là sỉ nhục nguyên cả tộc Trân Long. Làm không tốt sẽ bùng phát cuộc chiến cấp thánh, tất cả đều là âm mưu của Lục Trần. Một lúc sau, Bạch Hoàng lẩm bẩm nói, tóc đỏ, có tin ta xử ngươi không? Nơi này, Tử Hằng nhìn Xích Ly giận dữ nói, cứ mở miệng là tóc đỏ, cho dù Xích có giỏi kiềm chế đi chăng nữa cũng không nhịn được mà nổi giận, trong mắt lộ ra rét lạnh. Sai rượu vô tâm nói vậy, hy vọng ngươi đừng để ý. Hoàng Niên bên cạnh điềm đạm nói ra, hắn là kiếm Hoàng nên không sợ hai nhân Hoàng bên cạnh Xích Ly. Nói xong, Hoàng Niên định bụng dẫn Tử Hằng rời đi, nhưng không ngờ Tử Hằng lại hất tay hắn ra, dặn dò, Hoàng trưởng lão, làm thịt tên tóc đỏ này cho ta, mẹ nó, dám phóng lửa đốt ta. Trong mắt xích ly tràn đầy lạnh lẽo, nói, lên đạo đài đánh một trận, dám không? Có gì mà không dám, đến đây, tử hăng lầm bẩm một câu, hoàng nhiên bên cạnh muốn trận cũng không chặn được. Xích ly thản nhiên nói, bây giờ ngươi đang trong trạng thái say rượu, ta sẽ không lợi dụng lúc người khác không tỉnh táo, đợi sau khi ngươi tỉnh rượu hãy nói. Nói xong, xích ly lập tức rời đi, lục trần, có dám đánh một trận với ta không, cùng lên đạo đài. Bên cạnh, ánh mắt khương thải nhiên lộ vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Lục Trần nói. Tên khốn Lục Trần dám vô cáo nàng, càng cạn lời hơn là Xích Ly còn tin lời nói dối của hắn nữa chứ. Khương Thải Nghiên tức giận nhưng không chút ra ngoài được, chỉ hy vọng Lục Trần đồng ý khiêu chiến của nàng, lên đài đấu một trận sinh tử. Mẹ nó, nữ nhân ngươi sao vậy, muốn bắt nạt Lục Huynh ta sao? Lục Trần vẫn chưa nói gì, tử hằng đã nhìn chằm Khương Thải Nghiên Lục Huynh là huynh đệ của ta, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, người muốn khiêu chiến hắn thì hãy khiêu chiến ta trước tử hằng phát ngôn bừa bãi khương thải nhiên lập tức đưa mắt nhìn về phía tử hằng tên sâu rượu này chán sống rồi à tử hằng ta thấy người điên rồi đầu tiên khiêu chiến thái tử chân long sau đó là xích ly bây giờ lại muốn khiêu chiến thánh nữ thánh ma giáo sao bạch hoàng từ đằng xa bay đến trừng mắt nhìn tử hằng tránh ra ta không muốn nói chuyện với đồ hèn hạ vô sỉ như ngươi tử hằng nhìn thấy bạch hoàng đến thì tức giận nhớ đến những lời bạch hoàng nói xấu sau lưng lục trần Bạch Hoàng nghe thấy lời này, trên trán nổi đầy gân xanh. Ta khuyến cáo với mọi người ngồi ở đây, chuyện của Lục Huynh chính là chuyện của ta, các người còn ai muốn gây phiền phức Lục Huynh, ta đều tiếp hết. Tử Hằng quét nhìn xung quanh một lượt, vậy sao, vậy sao, hai giọng nói lạnh lẽo vang lên, thánh tử của thánh giáo luyện cổ và thánh địa cổ thương bước ra. Thánh tử của thánh giáo luyện cổ tên là Trần Hồng, là một thanh niên có dáng người cao lớn, anh Tuấn phi phàm, trên người tản mát ra khí tức rất khủng bố. Thánh tử của thánh địa cổ thương tên là La Nguyên, khí tức của hắn cũng khủng bố như vậy. Hai người cấp thánh tử này đã sớm tu luyện đến nguyên thần cảnh viên mãn, thậm chí đã cảm ngộ được chút ít tồn tại của thế. Lĩnh ngộ được tồn tại của thế là có thể đột phá vương. Sức chiến đấu của hai người họ là không thể xem thường. Ha, người tưởng nhiều người thì ta sẽ sợ người sao, hai tên rác rưởi. Tử Hằng Hống Hách nói, sắc mặt của Trần Hồng và La Nguyên lập tức lạnh xuống, ầm một tiếng, phóng ra khí tức đáng sợ. Tử Hằng không thèm để ý đến bọn họ, nhờ mắt, dùng dáng vẻ kiêu ngạo lướt nhìn xung quanh, mặt khác, không phải ta chỉ nhầm vào hai ngươi, mà là ta nhầm vào những người ngồi ở đây, tất cả đều là rác rưởi. Vừa nói ra lời này, những người xem kịch vui ở bên cạnh đều không chịu nổi, từng người đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tử Hằng. Mẹ nó, uống say là dám hống hách như vậy sao? Đừng nói là bọn họ, cho dù là Hoàng Niên cũng bị dọa giật nảy mình, Tử Hằng đây là muốn đắc tội hết với những thế lực xung quanh sao? Vì tránh tử hằng lại phóng túng bản thân, hắn lập tức giam cầm tử hằng rồi chạy nhanh như một làn khói. Các vị, những lời sai rượu không thể xem là thật. Lời sau khi hoàng niên rời đi vang vọng trong không trung, mà người thì đã hoàn toàn biến mất. mươi 239, tự mình đa tình. Mặc dù sâu rượu tử hằng đã rời đi, nhưng lửa giận của mọi người vẫn chưa tiêu tan, chủ yếu là câu nói trước khi đi của tử hằng quá hống hách, vậy mà dám nói mọi người ở đây đều là rác rưởi dù ngươi có là cấp thánh tử của kiếm đế cung thì cũng hống hách quá mức rồi. Đừng nói là thế lực ngoại vực, cho dù là người của các thế lực hoang vực như Đan Hoàng Điện, Thuần Dương Tông, Thánh Điện Thanh Long cũng sẽ bất mãn với lời này của Tử Hằng. Nhưng thế lực phía sau bọn họ không thể sánh được với thế lực đến từ ngoại vực, cho nên dù bất mãn thì cũng chỉ có thể thể hiện trên mặt. Ở đây còn lại mấy thế lực, ai nấy đều đợi tìm Lục Trần tính sổ. Mọi người tò mò nhìn Lục Trần, không biết Lục Trần sẽ ứng phó với cục diện này thế nào. Khương Thải Nhiên châm chọc nói, Lục Trần, ngay cả khiêu chiến của ta cũng không dám nhận, là chuẩn bị làm rùa rụt cổ sao. Khương Thải Nhiên vốn cho rằng ở trước mặt mọi người, Lục Trần không muốn đồng ý cũng sẽ phải đồng ý, dù sao nếu như sợ chiến thì chắc chắn sẽ rất bẽ mặt. Đáng tiếc, rõ ràng nàng đã coi thường Lục Trần. Lục Trần hùng hồn nói, Khương Thải Nhiên, người càng ngày càng không biết xấu hổ. Khương Thải Nhiên lập tức giận dữ, rõ ràng là hắn không dám ứng chiến, sao lại trở thành nàng không biết xấu hổ rồi. Lục Trần nói, người đã là nguyên thần cảnh viên mãn, cả mấy người các ngươi cũng vậy, nhưng ta mới chỉ siêu phàm cảnh hậu kỳ, cho dù các ngươi thắng ta thì cũng không vẻ vang gì. Lời này của Lục Trần khiến mọi người im lặng, quả thật đúng như Lục Trần nói, tranh lệch giữa hai bên quá lớn, đây không phải là kém một hai cảnh giới nhỏ, mà là kém một cảnh giới lớn, truyền nhân mấy thế lực đều đã luyện đến tu vi nguyên thần, nguyên thần cảnh viên mãn. Mà Lục Trần chỉ mới siêu phàm cảnh hậu kỳ, cũng chính vì vậy, đã khiến ánh mắt của các tiên tử băng tuyết cung điện tại đế nữ vực và gia tộc u dương tại huyền vực mang theo vẻ khác thường theo lý mà nói lục trần có thể làm ầm ý ở thanh vực như vậy hơn nữa còn truyền đến vực của bọn họ chắc hẳn tu vi của lục trần sẽ không quá thấp nhưng vì sao lại kém hơn mấy truyền nhân đứng đầu của thanh vực một cảnh giới lớn chứ điều này có chút không hợp lẽ thường nếu như bọn họ biết lục trần mới bước vào con đường tu luyện được 6 năm vậy sẽ không tò mò mà là khiếp sợ trong 6 năm mài rũa đạo cơ siêu phàm đến viên mãn, trở thành sinh mạng siêu phàm, quả thực quá đáng sợ. Ánh mắt Khương Thải Nhiên lạnh lẽo, hừ lạnh nói, đối với kẻ vô sỉ như ngươi, thắng vẫn rất vinh quang. Lục Trần, ta thấy hay là như vậy đi, mấy người các người muốn gây chuyện với hắn thì hãy áp chế tu vi xuống siêu phàm cảnh hậu kỳ, thấy thế nào? Một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên, Vũ Thánh với mái tóc bạc trắng cất bước đi vào trong sân, đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía, cánh môi đỏ mỏng khẽ mở các ngươi không có ý kiến chứ. Trần Vũ bước ra khiến sắc mặt người của các phe thế lực xung quanh hơi thay đổi. Bởi vì đó là một vị thánh cảnh, Trần Vũ yên lặng đứng trong sân, ngưng tụ quy tắc xung quanh, từng đóa hoa sen màu lam nở rộ, tỏa ra ánh sáng long lanh, lộng lẫy xinh đẹp. Trong chốc lát, không khí xung quanh hóa thành nhiệt độ không tuyệt đối, khí tức lạnh lẽo bao phủ không gian, khiến nhân hoàng tại đây cảm thấy một ngạt. Quy tắc hàn băng, sắc mặt của bọn họ khẽ thay đổi, đây là lần duy nhất vị đại năng thánh cảnh này xen vào. Hơn nữa, còn Thiên vị sâu hải thanh vực Lục Trần. Xin hỏi danh hào của tiền bối?" Một mỹ nữ của Băng Tuyết Cung điện bước ra, váy trắng như tuyết, khuôn mặt cực đẹp, hơi hành lễ với Trần Vũ. Bởi vì khí tức của Trần Vũ giống với Băng Tuyết Cung điện bọn họ, cũng là đi theo đạo Hàn Băng, sinh lòng thân thiết nên chủ động lên tiếng hỏi thăm. Trần Vũ vén lại mái tóc, hờ hững nói, "Trần Vũ, Thánh Địa giao trì. Các ngươi đồng ý áp chế tu vi đến siêu phàm cảnh hậu kỳ để đối chiến không?" ánh mắt trần vũ lướt qua nhân hoàng của các phe thế lực trưng cầu ý kiến của bọn họ sắc mặt của khương thải nghiên trần hồng la nguyên và truyền nhân của thiên cơ các đều thay đổi bọn họ biết rõ sức chiến đấu của lục trần đó là một loại thực lực khiến người ta tuyệt vọng dù rất không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận nếu như bọn họ áp chế xuống cùng cảnh giới với lục trần vậy chắc chắn sẽ thua các hạ điều này không hợp quy củ một nhân vật ma hoàng nói ra thánh ma giáo cũng có đại năng thánh cảnh nên không đến mức sợ trần vũ chỉ là không dám lên tiếng. Trần Vũ thản nhiên nói, dùng cảnh giới cao để thắng người khác mới là hợp quy củ, hay là người đánh một trận với ta, thấy thế nào? Trần Vũ nói xong, nhìn chằm vào ma hoàng này, chỉ thấy xung quanh ma hoàng này bắt đầu đóng băng, cơn bão hàn băng tàn sát bừa bãi, lan tràn vô hạn, lan đến trên người ma hoàng này. Ma hoàng gầm lên giận dữ, bộc phát ra ma khí khủng bố muốn chấn vỡ quy tắc hàn băng kết đông này, nhưng hoàn toàn vô dụng, từng tầng hàn băng ngưng tụ, đông cứng ma hoàng, cho đến khi hắn bị đóng băng, không thể động đậy. Trong nháy mắt ma hoàng trở thành một tượng băng, xuyên thấu qua khối băng lấp lánh trong suốt, mọi người có thể nhìn thấy hoảng sợ trong hai mắt của ma hoàng này. Các hạ bất giận, một ma hoàng bên cạnh cầu xin nương tay, hừ, Trần Vũ hừ lạnh một tiếng rồi thu hồi quy tắc hàn băng. Ma hoàng bị đóng băng lấy lại được tự do, cơ thể không ngừng run rẩy vừa rồi không chỉ bị đóng băng mà còn bị hàn ý mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể, quả thực như muốn đóng băng lục phủ ngũ tạng của hắn vậy bây giờ sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy. Nhìn về phía Trần Vũ, giận nhưng không dám nói gì. Trần Vũ lên tiếng, người cũng thấy tỉ thí cao hơn một cảnh giới lớn có ý nghĩa thế nào rồi đấy. Ma hoàng đó không dám nói gì nữa. chương 240, ngang tay, người của thế lực xung quanh hơi nghi ngờ, không phải sâu hại thanh vực đến từ thanh vực sao, nghe nói có kiếm đế cung làm chống lưng, ngoài ra còn có phong lôi các luôn im lặng không nói lời nào. Kiếm hoàng của kiếm đế cung và nhân hoàng của phong lôi các đều chưa lên tiếng, sao đại năng thánh cảnh của thánh địa giao trì lại lên tiếng trước chứ? Lẽ nào Lục Trần còn có quan hệ với thánh địa giao trì? Được, ta đồng ý. Lúc này, Khương Thải Nghiên nói ra. Lục Trần liếc Khương Thải Nghiên một cái, khinh thường nói, như tử, người lấy tự tin từ đâu ra mà dám chiến cùng cảnh giới với ta? Nào ngờ, Trần Vũ quay đầu nhìn Liễu Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, người qua đây dẫn thánh nữ của thánh ma giáo đi thử tay đi. Liễu Khuynh Thành bay tới, đứng ở trước mặt Trần Vũ. Lúc này, mọi người xung quanh lập tức hiểu rõ, hóa ra vị nữ thánh của thánh địa giao trì này ra mặt cũng không phải bởi vì lục trần, mà là muốn nhìn xem người của thánh địa giao trì mạnh hay yếu hơn truyền nhân của các thế lực lớn ngoại vực khi áp chế cùng cảnh giới. Lục trần cũng mỉm cười, sờ sờ mũi, nói thật, hắn có suy nghĩ giống người xung quanh, cho rằng vô tỷ là vì hắn, không ngờ lại là tự mình đa tình. Liễu Khuynh Thành nhìn Khương Thải Nghiên, giòn dã nói, người áp chế cảnh giới xuống siêu phàm cảnh viên mãn là được sắc mặt Khương Thải Nhiên lúc xanh lúc đỏ, trong mắt lộ ra tức giận. Vốn cho rằng áp chế cảnh giới để đối phó với Lục Trần, không ngờ lại bị coi như đá mài đao. Có lẽ Khương Thải Nhiên vô cùng kiêng kỵ Lục Trần, nhưng đối với nữ tử của Thánh Địa Giao Trì vừa bước ra này thì nàng không còn kiêng kỵ như vậy nữa. Trần Vũ phất tay, một luồng quy tắc hàn băng cực mạnh tràn ngập ra ngoài, kéo dài vô hạn, xây dựng nên một đạo đài vô cùng lớn. Bên trong đạo đài có quy tắc hàn băng, dù bộc phát đại chiến hoàng cảnh cũng không thể phá hủy lực lượng quy tắc đóng băng xung quanh. Cho nên, hai người họ có thể tùy ý đánh ở bên trong, dù đánh đến sập trời cũng không ảnh hưởng đến người xung quanh. Khương Thải Nghiên cất bước trực tiếp lên trên đạo đài, Liễu Khuynh Thành cũng theo sát phía sau. Trên đạo đài, hai nữ tử yêu kiều đứng đối lập trên không, đều đang nhìn về phía đối phương. Khương Thải Nghiên, thánh nữ thế hệ này của thánh ma giáo, tư chất hơn người, thực lực mạnh mẽ, sớm đã có danh tiếng rất lớn. Danh tiếng của Liễu Khuynh Thành lại không lớn như Khương Thái Nhiên, nhưng cũng có danh vọng rất cao trong giới trẻ cùng thế hệ ở hoang vực. Chủ yếu nhất là hai người họ đều là thiếu nữ có dung mạo cực đẹp, dùng từ quốc sắc thiên hương để hình dung cũng không quá đáng. Đối với trận chiến này, mọi người đều ôm tâm lý thưởng thức cảnh đẹp ý vui, về phần ai thắng ai thua đã không còn quan trọng. Bởi vì Trần Vũ can thiệp để cho Liễu Khuynh Thành đánh với Khương Thái Nhiên, khiến Lục Trần như trở thành người ngoài cuộc. Hắn lùi lại mấy bước, khoanh hai tay nhìn Liễu Khuynh Thành đánh với Khương Thải Nghiên. Hình như chưa từng thấy sư muội thật sự ra tay, "Tỷ tỷ, người ra tay trước đi." Liễu Khuynh Thành nhìn Khương Thải Nghiên, giòn giã lên tiếng. Khương Thải Nghiên áp chế tu vi xuống siêu phàm cảnh viên mãn, nghe vậy cũng không nói nhiều, một luồng khí thức đáng sợ phóng ra từ trên người nàng, đồng tử của nàng trở nên đen kịt vô cùng, hệt như hai ngọn lửa màu đen đang bốc cháy. Ma khí dập dần quanh người, hình thành xương đen cuồn cuộn giờ phút này ma khí cả người khương thải nhiên cuộn trào mãnh liệt cộng thêm vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng hệt như một vị ma nữ thật sự khí đen xung quanh sôi trào rất nhanh ngưng tụ ra một cây trường tiên màu đen tay khương thải nhiên cầm trường tiên màu đen vung mạnh lên trường tiên màu đen mang theo khí kình sắc bén phát ra tiếng nổ vang rền ở trong không khí như gió cuốn mây tan cuốn về phía eo nhỏ của liễu khuynh thành liễu khuynh thành đạp bước liên tục né tránh trường tiên của khương thải nhiên tay trắng nõn vung lên xung quanh ngưng tụ thành lưỡi đao gió đáng sợ, những lưỡi đao gió này mang theo lực vạn xoắn vô cùng cuồng bạo, trực tiếp nghiền nát trường tiên. Trong đôi mắt của Khương Thải Nhiên nở rộ hào quang đáng sợ, có ánh đen ngưng tụ, ánh trắng giống như bị chôn vùi, sức mạnh ma đạo nở rộ vô cùng, xuyên thủng mà đến. Khương Thải Nhiên sử dụng sát chiêu cực mạnh, nàng muốn hung hăng nghiền ép thiếu nữ này, để cho nàng biết tranh lệch giữa đệ tử thánh địa giao trì của hoang vực với ma vực là như thế nào. Hai chân liếu khuynh thành trụm lại, đặt một cây đàn cổ trên đùi, ngón tay thon dài trắng nón gảy vào dây đàn, phát ra tiếng đàn êm tai rung động lòng người, nhưng bên trong lại tỏa ra sức mạnh sát phạt, trong nháy mắt hai luồng sáng đen bắn tới, xung quanh đàn cổ hình thành khí chàng đao kiếm, tiếng đàn nhập kiếm, hóa thành kiếm khí. Uyên, va chạm với chùm ánh sáng màu đen bộc phát ra dao động hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ, khuếch tán ra xung quanh. Di thần kiếm khúc, xung quanh có nhân hoàng nhìn chằm chằm khí chàng đao kiếm xung quanh liễu khuynh thành, từng luồng kiếm khí vô hình hội tụ theo tiếng đàn, có người nói toạc ra lai lịch của Khúc Đàn. Thì ra là cao đồ của Diêu Hy Tiên Tử. Trong phút chốc, người xung quanh hiểu rõ thân phận của Liễu Khuynh Thành. Mới bắt đầu còn cho rằng nữ đệ tử này là đệ tử của nữ thánh bên cạnh, xem ra không phải. Bởi vì Di Thần Kiếm Khúc danh chấn 10 vực, thế lực có tên tuổi đều đã thấy sự lợi hại của Di Thần Kiếm Khúc. Trên đạo đài, đôi mắt đẹp của Khương Thải nhiên nhìn chằm chằm Liễu Khuynh Thành, kiếm khí xung quanh của đối phương trải rộng bị tiếng đàn khống chế, khiến nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên những kiếm khí này. Liễu Khuynh Thành không để ý tới Khương Thải Nhiên, nàng không ngừng gẩy lên dây đàn, tiết tấu đánh đàn tăng nhanh, kiếm khí tràn ngập xung quanh rung động mãnh liệt, muốn phóng ra uy lực vô thượng. Veo veo veo, từng luồng kiếm khí phá không bắn về phía Khương Thải Nhiên. Khương Thải Nhiên đứng trên đạo đài, bị kiếm khí đầy trời vây quanh, bởi vì ở trên đạo đài nên không thể lùi được nữa. Chương 241: Cá mè một lứa sắc mặt Khương Thải Nhiên khó coi, lập tức thi triển bí pháp mạnh mẽ hơn của Thánh Ma Giáo. Không lâu sau đó, sau lưng Khương Thải Nhiên xuất hiện một ma ảnh đáng sợ, là mờ ảo nhưng cứ như tồn tại chân thật, ma ảnh này cao tới 10 trượng, đầu ma ảnh có một đôi mắt đỏ tươi, giống như một đôi mắt ma mang theo vẻ lạnh lùng đáng sợ. Ma ảnh phất bàn tay mờ ảo lên, mang theo sức mạnh ma đạo khủng bố đến cùng cực, kiếm khí tiếp xúc với bàn tay to lần lượt nát bấy, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, ma ảnh thò tay ra, đen xì xì giống như bàn tay quỷ thần thò ra từ cửu u bao trùm về phía liễu khuynh thành dọc theo đường đi kiếm khí tiếp xúc với ma thủ không ngừng nát bấy yếu ớt như đậu hũ nhưng bàn tay to mờ ảo do ma khí ngưng tụ lại vô cùng chân thật mang theo năng lượng minh mông khiếp người đánh về phía liễu khuynh thành sắc mặt liễu khuynh thành nặng nề cả người trở nên cực kỳ tập trung trong tiếng đàn dễ nghe vô số luồng kiếm khí ngưng tụ phát ra tiếng xé gió giết gào dưới sự chấn động của âm luật ngàn vạn kiếm khí bao phủ ma thủ ầm 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 kiếm khí nổ tung phát ra âm thanh chấn động liên miên không dứt cuối cùng cũng chọc thủng phòng ngự của ma thủ từng luồng kiếm khí tiến vào phá hủy ma thủ đùng đoàng ngàn vạn luồng kiếm khí và ma thủ cùng bộc phát ra năng lượng nổ tung kịch liệt không gian như đang rung động sau đó làn sóng năng lượng càng kinh khủng hơn khuếch tán ra xung quanh bao phủ hai người họ hai người họ đều bị làn sóng đáng sợ quét trúng thân thể không hẹn mà cùng rên lên một tiếng khóe miệng tràn ra một vệt máu đỏ tươi. Hai người họ lại là cục diện lưỡng bại câu thương, người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì giật mình, đồng thời cũng cảm khái vô cùng. Liễu Khuynh Thành không danh tiếng, bây giờ có thể đánh ngang tay với Khương Thải Nhiên, chứng tỏ đã có thể sánh vai với truyền nhân của các thế lực lớn đứng đầu vực khác. Trải qua trận chiến này, chắc chắn tên tuổi của Liễu Khuynh Thành sẽ được truyền ra. Tỷ tỷ, đã nhường rồi. Liễu Khuynh Thành chắp tay thi lễ, nở nụ cười dịu dàng với Khương Thải Nhiên. Hừ. Khương Thải Nhiên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không hài lòng với kết quả như vậy. Vốn còn tưởng sẽ dễ dàng đánh thắng đối phương, ai ngờ hai bên lại đánh ngang tay, đây không phải là kết quả mà nàng muốn. Trần Vũ phất tay thu hồi quy tắc, ánh mắt nhìn về phía Liễu Khuynh Thành mang theo hiền hòa, nói, Khuynh Thành, xuống đi. Vâng, Liễu Khuynh Thành trở lại trận doanh bên Thánh Địa Giao Trì. Lúc này, ánh mắt mọi người lại rơi lên trên người Lục Trần và hai thánh tử. Lục Trần lười biếng nói, các người muốn khiêu chiến ta sao, áp chế xuống cùng cảnh giới là được. Dù sao thì vô tỷ chen bừa một chân vào, trong lúc vô hình đã hóa giải cục diện khó xử cho Lục Trần. Trần Hồng và La Nguyên, một là thánh tử của thánh giáo luyện cổ, một là thánh tử của thánh địa cổ thương, theo lý mà nói, có lẽ đều là người kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ lại im lặng đứng tại chỗ. Điều này khiến những người có mặt ở đây hiểu được, nếu như áp chế xuống cùng cảnh giới thì hai người họ hoàn toàn không nắm chắc phần thắng Lục Trần. Thấy hai người họ không nói gì, Lục Trần lại hời hợt nói, hai người cần gì phải vậy, giữa chúng ta cũng không có bao nhiêu thù hận, tại sao cứ níu lấy ta không buông chứ. Lời này vừa nói ra, hai người tỏ thái độ khác nhau. Trần Hồng tương đối kích động, hai mắt giận dữ nhìn chằm lấy Lục Trần. Hắn mãi mãi không quên được, ban đầu lúc thăm dò di tích bỗng nhiên bị đánh lén, sau đầu xưng lên một cục lớn hệt bánh bao. Không biết tên khốn Lục Trần đã dùng thứ gì đánh lén hắn, khiến sau đầu hắn xưng đến nửa tháng, sau khi trở về thánh địa đã bị không ít người chê cười bị người ta gọi là thánh tử bánh bao chuyện này cũng bị lưu truyền trong giới giao du của hắn thỉnh thoảng còn bị người ta lấy ra diễu cợt đây là sỉ nhục cả đời của trần hồng cho nên hắn luôn bám lấy không buông lục trần mặc dù la nguyên cũng bị lục trần ra tay cướp sạch nhưng không mất mặt như trần hồng bởi vậy cũng không kích động như trần hồng im lặng một lúc la nguyên mở miệng trước lục trần chỉ cần ngươi trả lại bí tịch điểm thương thủ chuyện này coi như xong ngươi thấy thế nào lúc trước la nguyên bị lục trần đánh đến hôn mê rồi cướp đoạt bảo vật tài nguyên trong đó có một quyển võ học rất quan trọng ở trên người lục trần đó chính là điểm thương thủ điểm thương thủ là võ học cấp thánh nổi tiếng võ học mang tính biểu tượng của thánh địa cổ thương hơn nữa chỉ có tầng lớp cao cấp con cháu đời sau đệ tử ưu tú mới có thể tu hành đệ tử bình thường của thánh địa cổ thương không có tư cách tu hành nếu như đệ tử bình thường tu hành sau khi bị phát hiện sẽ bị phế bỏ tu vi trục xuất khỏi môn phái nếu như bị người ngoài cướp đoạt rồi tu hành bọn họ sẽ điều động cấp bậc nhân hoàng đi tìm kiếm thu hồi bí tịch chuyện này liên quan đến thể diện của một thánh địa cho nên la nguyên mới nói như thế lời nói của la nguyên khiến cho người xung quanh lộ vẻ kỳ lạ thế mà điểm thương thủ lại ở trên người lục trần khó trách la nguyên thánh tử muốn ra tay với lục trần bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của người xung quanh nhân hoàng của thánh địa cổ thương cảm thấy hai má nóng bừng dù sao bí tịch mang tính biểu tượng bị cướp đi hơn nữa vẫn chưa thu hồi được thật sự không vẻ vang gì. Lục Trần bĩu môi nói, chuyện này không thể, đây là chiến lợi phẩm của hắn, sao có thể trả lại được. Sắc mặt La Nguyên lạnh xuống, sắc mặt nhân hoàng phía sau hắn cũng rất khó coi, một nhân hoàng trong đó lên tiếng, làm sao ngươi mới bằng lòng trả lại. Sư đệ, chúng ta làm người phải phúc hậu, không thể chiếm giữ đồ của người khác, nếu người khác đã bảo ngươi trả lại, ngươi cần gì phải chiếm mãi không buông chứ. Kim Anh Tuấn chạy ra làm người tốt, mang theo ý tứ gắp đá bỏ xuống giếng, nói chương 242, cá mè một lứa, hai. Trong lòng Kim Anh Tuấn cũng rất bất lực, tại sao nhiều người đến như vậy mà không có ai có thể dạy dỗ sư để kiêu ngạo của hắn. Không nhịn được chạy ra tăng cảm giác tồn tại, Lục Trần liếc hắn một cái, tốt xấu gì cũng là quan hệ sư huynh đệ, vậy mà lại mong hắn xui xẻo à. Thế là, Lục Trần nhìn về phía La Nguyên mỉm cười nói, La Huynh, ta có một tin tức muốn nói cho người biết. Tin tức gì, La Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt La Nguyên, Lục Trần có thể trả lại tuyệt học điểm thương thủ chính là tin tức tốt nhất đối với hắn. Nhưng vừa rồi Lục Trần đã bày tỏ thái độ rõ ràng rằng không muốn trả lại. Cho nên La Nguyên không tin Lục Trần còn có chuyện được xem là tốt đối với hắn. Lục Trần cười nói, không hiểu sao mấy năm trước có một pho tưởng cổ dương trưởng môn, trưởng môn đời thứ ba của thánh địa cổ thương bị trộm đi, thành vụ án treo, đến nay vẫn chưa phá giải được. Sư đệ, đừng như vậy, sư huynh sai rồi. Kim Anh Tuấn bên cạnh ý thức được không ổn vội vàng truyền âm cho Lục Trần. Người có ý gì, chẳng lẽ người biết là ai làm? Sắc mặt La Nguyên lập tức nghiêm túc, bao gồm hai nhân hoàng và mấy đệ tử ở ở sau lưng hắn, sắc mặt tất cả đều trở lên nghiêm túc. Mấy năm trước, không hiểu sao pho tượng của cổ dương trưởng môn, tổ sư đời thứ ba của thánh địa cổ thương lại bị trộm đi, đối với thánh địa cổ thương thì chuyện này hệt như có người dở trò ngay trên đầu bọn họ. Đáng tiếc, điều tra rất lâu nhưng không phát hiện được là ai làm nhưng trong lòng bọn họ nghi ngờ là do gia tộc tài thần ở trên tử sơn làm bởi vì gia tộc này có tiếng là thích trộm các pho tượng nhân vật vĩ đại ở thanh vực cho nên kim gia tài thần là có hiểm nghi nhất đáng tiếc lúc pho tượng bị trộm bọn họ hoàn toàn không cảm ứng được khí thức của người trong gia tộc tài thần mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không lấy ra được chứng cứ sư đệ ca sai rồi ca thật sự sai rồi kim anh tuấn sắp khóc truyền âm cầu xin bây giờ ta long trọng giới thiệu người bên cạnh ta này Hắn tên là Kim Anh Tuấn, là truyền nhân của gia tộc tài thần đời này, mà pho tượng cổ Dương trưởng môn đã bị tên này luyện hóa. Lục Trần không để ý đến chuyện âm của Kim Anh Tuấn, chỉ vào hắn, long trọng giới thiệu với đoàn người của Thánh địa Cổ Thương. Mẹ nó, không phải chỉ là làm tổn thương lẫn nhau thôi sao, ai sợ ai chứ? Lục Trần thầm mắng trong lòng. Dù sao bọn họ cũng thường xuyên làm chuyện này nên đã thành thói quen. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người của Thánh địa Cổ Thương nhìn chằm chằm vào Kim Anh Tuấn sau đó, trong ánh mắt dần dần ngưng tụ tức giận. Khổ khổ, chào các vị thánh địa cổ thương, các người đừng nghe sư đệ ta nói bậy, ta không làm. Kim Anh Tuấn ngượng ngập cười nói với người của thánh địa cổ thương, nhưng đặc biệt không dám đối mặt với ánh mắt của hai nhân hoàng, ánh mắt đó quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Đừng nói là người của thánh địa cổ thương, mà ánh mắt của người thiên cơ các và thánh giáo luyện cổ bên cạnh nhìn Kim Anh Tuấn cũng trở nên âm u. Bởi vì tông môn bọn họ cũng từng bị trộm pho tược, nghi phạm số một chính là kim gia kim anh tuấn hối hận xanh ruột mẹ nó biết rõ con hàng này rất biết hại người tại sao bản thân lại còn muốn đi chiêu chọc nếu như không chọc sư đệ sư đệ cũng sẽ không tiết lộ thân phận của hắn đối mặt với áp lực từ xung quanh ra đầu kim anh tuấn tê giải lục trần bình tĩnh nói ta có thể chịu trách nhiệm cho từng câu từng chữ ta vừa nói mỗi một chữ đều là thật người xung quanh kinh ngạc nhìn hai người họ đầu óc hơi mơ màng Trước đó thanh niên áo vàng này bước ra gian dậy Lục Trần, mở miệng gọi Lục Trần là sư đệ, điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ là sư huynh đệ. Xem ra, sâu hại thanh vực này có một sư huynh hiểu lý lẽ. Nhưng Lục Trần vạch trần thân phận của đối phương là người của gia tộc tài thần, điều này khiến cho khóe miệng của bọn họ co giật. Kim gia là mặt hàng gì, không ai hiểu rõ hơn các thế lực đứng đầu thanh vực, hơn nữa thanh danh của Kim gia cũng chuyển đến ngoại vực. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy Kim Anh Tuấn là người chính trực, bây giờ xem ra, hoàn toàn chính là cá mẹ một lứa với Lục Trần. Thậm chí trước khi Lục Trần chưa hoành hành xuất thế, Kim Gia mới là kẻ thù chung của thanh vực, cho dù người của Kim Gia đi tới nơi nào cũng đều bị đề phòng, là khởi động trạng thái đề phòng cao nhất. Trái lại là đoàn người phong lôi các ở cách đó không xa, từ đầu đến cuối không nói lời nào, đối với chuyện Lục Trần và Kim Anh Tuấn tương ái tương sát, tổn thương lẫn nhau, bọn họ đã sớm thành thói quen. Lúc này, một nhân hoàng của thánh địa cổ thương lên tiếng ngày đó chỉ để lại một tia khí tức ma đạo thế lực ma môn của ma vực quá nhiều thánh địa cổ thương bọn họ cũng từng đắc tội một hai cái cho nên cảm thấy là kẻ thù làm lục trần thản nhiên nói vậy ngươi phải hỏi người của thánh ma giáo vừa hay bọn họ cũng ở đây ừm có ý gì lời của lục trần khiến bọn họ chẳng hiểu ra sao không phải nói pho tượng là do kim gia trộm à sao lại kéo đến thánh ma giáo rồi lục trần đành phải dùng dăm ba câu để nói hết mọi chuyện bên trong một lúc sau người xung quanh nghe xong toàn bộ quá trình thì đều mây ra hóa ra bên trong còn quanh co khúc khuỷu như vậy câu chuyện bắt đầu từ lúc lục trần trêu đùa thánh ma giáo và thành xích long trước tiên lục trần hợp tác với thánh ma giáo cướp sạch tiên nhân túy của thành xích long kết quả lục trần đen ăn đen rồi chạy trốn thánh ma giáo tức giận ra giá cao treo thưởng truy tìm tung tích của lục trần sau đó sư huynh kim anh tuấn ra mặt nói cho thánh ma giáo biết tung tích của sư đệ lục trần nhưng hắn muốn một pho tượng mới chịu nói hơn nữa ít nhất phải là pho tượng của người có thân phận cực cao như trưởng môn nhân thánh địa. Sau đó thánh ma giáo đã lén trộm pho tượng cổ dương trưởng môn, tổ sư đời thứ ba của thánh địa cổ thương. chương 243, thiên cơ các mang đến tin tức chấn động. Sau khi hiểu rõ chuyện này, mọi người đều hơi đồng tình với Lục Trần. Có một sư huynh thích hãm hại mình như vậy, có lẽ cuộc sống trôi qua cũng không quá tốt. Kim Anh Tuấn thấy đám người xung quanh dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lục Trần, trong lòng sắp hộp máu hắn đứng ra dùng lời lẽ chính nghĩa gian dậy lục trần vốn muốn kiếm chút thiện cảm ai ngờ sau khi chuyện bị công bố ra ngoài danh tiếng của hắn lại càng thối hơn mọi người quay ngược lại đồng tình lục trần có một sư huynh thích hại mình đây chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo rốt cuộc là ai đào hố ai kim anh tuấn im lặng nhìn trời xanh không ai nơi này chú ý đến kim anh tuấn bọn họ đều rời ánh mắt về phía người của thánh ma giáo muốn chứng thực lời lục trần nói là thật hay giả kể cả ánh mắt của đoàn người thánh địa cổ thương đều hướng về phía người của thánh ma giáo. Ánh mắt người của thánh ma giáo đều lảng đi chỗ khác. Đây là biểu hiện của chột dạ, nói rõ lời của Lục Trần là thật, người của thánh ma giáo các ngươi cũng ngông cuồng quá rồi. Cấp bậc nhân hoàng của thánh địa cổ thương phóng ra hoàng uy, ánh mắt âm mưu nhìn chằm chằm người của thánh ma giáo, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. pho tượng của thánh địa cổ thương đều là các bậc tiền bối, có danh vọng cao, vì để kỷ niệm nên đặc biệt dựng ra pho tượng. Nhưng người của Thánh Ma giáo lại trộm pho tượng Cổ Dương Trưởng môn, đây chẳng phải là gây chuyện ngay trên đầu Thánh địa Cổ Thương sao? Người của Thánh Ma giáo thầm mắng hôm nay chúng ta à, sao liên tục xui xẻo như vậy. Đầu tiên là giao đấu ngắn ngủi với ma hoàng của thành Xích Long, sau đó nữ thánh vừa rồi dễ dàng đóng băng một ma hoàng uy hiếp đến bọn họ. Bây giờ lại bị lộ chuyện xấu đã làm trước đó, bị người của Thánh địa Cổ Thương chất vấn. Thân là người của Thánh Ma giáo, có khi nào ấm ức như vậy, nhưng làm chính là làm không cần lấp liếm, càng không cần giải thích, Ma Tu làm việc bá đạo quen rồi. Một ma hoàng thản nhiên đáp lại, "Trộm thì sao? Trộm thì sao?" Câu nói ngắn gọn nhưng hung hăng ngang ngược, câu này khiến cho mọi người xung quanh cảm thán, không hổ là thế lực lớn đỉnh cấp đến từ ma vực, nói chuyện chính là mạnh mẽ như thế. Người của Thánh địa Cổ Thương nghe vậy tức giận dâng trào, một nhân hoàng trong số đó tức giận mà cười, "Được, rất được." Sắc mặt ai nấy lạnh lùng, việc này sẽ không bỏ qua như vậy đâu sau khi trở lại thanh vực nhất định phải xuống tay với phân bộ thánh ma giáo bởi vì chuyện pho tượng trưởng môn đời thứ ba bị trộm nên người của thánh địa cổ thương buông tha cho lục trần toàn bộ lực chú ý bị chuyển rời đến trên người kim anh tuấn và thánh ma giáo còn về người của thánh giáo luyện cổ trần hồng thánh tử nhìn chằm chằm lục trần trong mắt mang theo tức giận bởi vì tên lục trần này mà thanh danh một đời của hắn đã bị hủy trong chốc lát không nhịn được muốn ra tay sao vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng cùng cảnh giới sẽ là đối thủ của ta sao lục trần bắt gặp ánh mắt trần hồng liếc hắn một cái nghiêng đầu nói trần hồng có được tu vi nguyên thần cảnh viên mãn sức chiến đấu khủng bố lục trần không nhất định đánh được nhưng nếu như đối phương áp chế cùng cảnh giới thì trần hồng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn trần hồng hư lạnh một tiếng lùi về phía sau một bước hắn là đệ tử thánh giáo luyện cổ vô địch trong cùng cảnh giới nhưng nếu cùng cảnh giới với lục trần mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật không phải là đối thủ của lục trần cuối cùng chỉ còn lại phía thiên cơ các không biết vì nguyên nhân gì mà tìm lục trần gây phiền toái thiên cơ các cũng là một thế lực lớn siêu cấp của thanh vực môn phái này rất thần bí bọn họ trên thông thiên văn dưới giành địa lý có thể suy đoán vận mệnh một người một tông môn suy bại hay cường thịnh người của thiên cơ các được xưng là người tiên tri nghe nói nhân vật đứng đầu trong thiên cơ các có thể suy diễn bố cục thiên địa bởi vì bảng trí cường của mỗi vực chính là do người của thiên cơ các lập ra ví dụ bảng trí cường hoang vực ghi chép 10 cường giả mạnh nhất ở hoang vực. Người đứng nhất, siêu hy thánh chủ, việc đáng làm thì phải làm. Đứng thứ hai, Liễu kình, chủ của thánh triều Liễu Thị. Đứng thứ ba, Thuần Dương Tiên Tổ, trưởng môn đầu tiên của Thuần Dương Tông. Đứng thứ tư, Khổng Tước Yêu Thánh, người sáng lập ra Hoàng Triều Khổng Tước, nhưng đã rời khỏi hoang vực đi tới tộc Khổng Tước ở yêu vực. Đứng thứ năm, Bạch Lộc Thành Chủ, là một tán tu của năm vạn năm trước. Đứng thứ sáu, Lý Hạc Vân, thái thượng trưởng lão của thánh địa giao trì. Đứng thứ bảy, Phòng diễn quân chủ, một tồn tại của tám vạn năm trước. Đứng thứ tám, Lý Tông Đường, điện chủ tiền nhiệm của thánh điện Thanh Long. Đứng thứ chín, Thuần Dương trưởng giáo, trưởng giáo tiền nhiệm của Thuần Dương Tông. Đứng thứ 10, điện chủ đan hoàng điện, bảng trí cường là do thiên cơ các ban bố, rất có uy quyền. Tất nhiên nó cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì 10 vị trí cường giả này đều ở thời đại khác nhau, hơn nữa cũng chưa từng đánh nhau chưa từng giao đấu chính diện thiên cơ các căn cứ vào việc điều tra sự tích của bọn họ số lần bọn họ ra tay giao đấu với mấy cường giả mạnh yếu để đưa ra đánh giá đại khái từ đó suy tính ra tranh lệch của bọn họ tiến hành xếp hạng nhưng một điểm rõ ràng chính là bảng chí cường hoang vực cần phải người bản địa hoang vực hoặc là người trưởng thành ở hoang vực ví dụ như khổng tước yêu thánh vốn là tộc khổng tước của yêu vực nhưng khi còn nhỏ bị vứt bỏ ở hoang vực hoang vực được xem là nơi ở của khổng tước yêu thánh cho nên đã xếp khổng tước yêu thánh ở trên bảng trí cường. Ngoài ra, cứ một vạn năm lại đổi bảng một lần, sắp xếp lại. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì rất nhiều trí cường giả không lộ diện, cũng không biết đã chết hay chưa, nếu đã chết thì bảng xếp hạng sẽ xảy ra thay đổi. Ví dụ như Bạch Lộc Thành Chủ với phong diễn quân chủ, đã mấy vạn năm không lộ diện, nhưng cũng không biết bọn họ đã chết hay chưa. chương 244, bảng xếp hạng mới không ai chắc chắn được họ đã chết, nhưng cũng không chắc chắn bọn họ còn sống, cho nên vẫn luôn chiếm vị trí trên bảng. Mặt khác, Liễu Kình đã chết không biết bao lâu nhưng vẫn ngồi vững ở vị trí thứ hai của trí cường giả, cũng không biết vì nguyên nhân gì, tại sao thiên cơ các không thay thế Liễu Kình. Dưới bảng trí cường là một thánh bảng, thánh bảng ghi chép cường giả đạt tới thánh cảnh, đây không phải là thiên cơ các lập ra, mà là sau khi thánh cảnh bọn họ giao đấu đã phán xét ra, quyền uy không lớn, không sánh được với bảng trí cường đoàn người thiên cơ các tiếp xúc với ánh mắt của lục trần sắc mặt đàm nhiêu thánh tử của thiên cơ các rất không tốt lên tiếng lần này thiên cơ các tới hoang vực không phải vì ngươi người của thiên cơ các am hiểu suy diễn thiên cơ trước khi tới đàm nhiêu đã suy đoán một chút tương lai của mình suy đoán ra hắn đến hoang vực có thể sẽ gặp họa sát thân lúc ấy đàm nhiêu hơi không tin lẽ nào thế hệ trẻ hoang vực còn có người có thể đả thương người của hắn sao cho đến khi nhìn thấy lục trần có phải ngươi đã tính ra rằng ngươi gặp phải họa sát thân không lục trần thấy tên này có đầu rụt cổ nghi ngờ nói đàm nhiêu vừa nghe lời này sắc mặt biến thành màu gan heo trên cơ bản đã bị lục trần nói chúng bởi vì trước đây ở thanh vực hắn ra ngoài lịch luyện đã tính được bản thân có họa sát thân mà đều là chuyện liên quan đến lục trần lần này có lẽ cũng là như vậy chỉ cần không đụng đến lục trần thì sẽ không sao một nhân hoàng của thiên cơ các xuất hiện phía sau đàm nhiêu ngắm nhìn xung quanh khẽ cười nói gần đây các chủ suy đoán đã xác định bảng trí cường hoang vực thay đổi, nhân lúc mọi người đều ở đây, vậy ta sẽ đến tuyên bố danh sách của bảng trí cường đã thay đổi. Nhân hoàng của thiên cơ các lên tiếng, coi như đã hóa giải ngượng ngùng thay cho đàm nhiêu. Danh sách bảng trí cường sẽ có biến động lớn sao, tính thời gian, sắp một năm không có thay đổi rồi. Rất nhiều nhân vật đứng đầu của thế lực hoang vực như có điều suy nghĩ. Đầu tiên, ta muốn nói cho mọi người một tin xấu. Nhân hoàng của thiên cơ các lên tiếng, nói đến đây thì dừng lại, với thu hút được chú ý của mọi người thì lại tiếp tục, bọn ta đã xác nhận, trong bảng chí cường hoang vực có tổng cộng 3 vị đã qua đời, theo thứ tự là Thuần Dương Tiên tổ đứng thứ ba Bạch Lộc thành chủ đứng thứ 5 và Phong Diễn quân chủ đứng thứ bảy Lời này vừa nói ra đã long trời lở đất, người của thế lực xung quanh trong nháy mắt đều bộc phát ra tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người không dám tin lần này có ba tồn tại trên bảng chí cường đã qua đời, tin tức này thật sự khiến cho người ta chấn động. Cho dù là thế lực ngoại vực cũng nghẹn học. Hoang vực được công nhận là có thực lực chỉnh thể yếu nhất trong 10 vực, nhưng top 10 của bảng Chí cường đều là tồn tại thánh cảnh tầng thứ hai. Trong các vực khác, một vị cường giả loại này ngã xuống đều dẫn đến phong ba bão táp. Mà nhân hoàng của thiên cơ các lại đứng ra nói rằng đã có ba nhân vật loại này không còn tồn tại, có thể không khiến người ta khiếp sợ sao. Mọi người ở đây đều đang đắm chìm trong nỗi kích động, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ba nhân vật thánh cảnh tầng thứ hai chết, khiến cho họ thất thần ngay tại chỗ. Một lúc sau cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, một nhân hoàng hỏi với sự nghi ngờ, tình báo của thiên cơ các của các người có chuẩn không đấy, theo bọn ta biết thì đám người bạch lộc thành chủ, phòng diễn quân chủ từ 2-3 vạn năm trước đã không xuất hiện rồi. Người của thiên cơ các làm sao biết được sống chết của bọn họ? Lão giả nhân hoàng của thiên cơ các mỉm cười nói, các chủ bọn ta giỏi nhất là thôi diễn chi đạo, biết tên là có thể suy đoán ra hướng đi tương lai của một người, bố cục, khi nào đi đến đâu, vân vân, sẽ không sai được. Người của thiên cơ các nói thuần dương tiên tổ cũng đã qua đời sao, đúng lúc có thể hỏi người của thuần dương tông một chút. Đúng vậy, người của thuần dương tông đang ở ngay bên cạnh. Thuần dương tông, một tông môn truyền thừa mấy vạn năm ở hoang vực, trưởng giáo đầu tiên là thuần dương tiên tổ, bên ngoài gọi là lão tổ thuần dương, không khác thời đại với đám người bạch lộc thành chủ, phong diễn quân chủ lắm. Môn phái này tồn tại sừng sững trong hoang vực đã lâu, thế lực hùng hậu, chỉ riêng nhân hoàng cảnh đã lên đến gần ba con số. Trừ thuần dương tiên tổ ra thì trưởng giáo đương nhiệm cũng là tồn tại trong bảng trí cường, xếp thứ 9. Là thế lực tông môn gần với thánh địa giao trì, lần này người thuần dương tông cũng đến, do nhân hoàng dẫn đội. Thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn họ cần chứng thực, nhân hoàng của thuần dương tông sắc mặt phức tạp, ôm cánh tay nói, đạo hữu thiên cơ các nói rất đúng, các chủ thần cơ diệu toán, liệu sự như thần, từ một năm trước tiên tổ đã tỏa hóa tại nơi bế quan. Thấy chính miệng nhân hoàng của thuần dương tông thừa nhận, mọi người xung quanh đều choáng váng. Thuần dương tiên tổ tả thế là chuyện lớn, thế mà bọn họ đến cả một tiếng gió thổi cũng không nghe được. Đừng nói là bọn họ mà cả nhân vật tiểu bối của thuần dương tông cũng xứng sờ tại chỗ. Bởi vì bọn họ cũng vừa mới biết được, tiên tổ thuần dương tông của bọn họ đã chết, hơn nữa là đã chết từ một năm trước. Xem ra tin tức này chỉ lưu truyền ở phía trên cao ở thuần dương tông mà thôi. Nếu không phải lần này người thiên cơ các đến thay đổi danh sách thì không biết tin tức này còn bị giấu đi bao lâu nữa. Lúc này, rất nhiều thế lực ở đây đều tin lời nói của người thiên cơ các không phải là thiêu dệt vớ vẩn. Đệ tử bình thường của Thuần Dương Tông cũng không biết tiên tổ của mình qua đời, thế nhưng thiên cơ các ở thanh vực xa xôi lại biết được. Thiên cơ các này đúng là có chút thần bí. Nếu tin tức Thuần Dương tiên tổ qua đời là thật thì tin tức Bạch Lộc thành chủ và phong diễn quân chủ chết cũng là thật. chương 245, bảng xếp hạng mới khai Lúc này Hàn Thiên Hành của Hàn gia đi đến, nhìn lão giả của thiên cơ các, cung kính hỏi thăm, căn cứ theo lời thiên cơ các nói, sau khi tiền bối trên bảng chí cường chết đi sẽ thay đổi, thế nhưng vì sao thánh chủ vẫn không thay đổi, chẳng lẽ thánh chủ còn sống sao? Hàn Thiên Hành nói đến chữ cuối cùng, giọng nói cũng trở nên kích động. Mọi người nghe lời Hàn Thiên Hành nói thì cảm thấy có hơi hốt hoảng. Mấy vạn năm trước, Liễu Kình đã được xác nhận tử vong, lần này bọn họ tới chính là vì mộ địa của Liễu Kình. Thế nhưng người thiên cơ các đến chỉ nhắc tới ba người thuần dương tiên tổ, Bạch Lộc Thành Chủ, Phong Diễn Quân Chủ, vì sao không thay thế Liễu Kình đã qua đời từ lâu? Chẳng lẽ Liễu Kình không chết? Gần như trong đầu của tất cả mọi người ở đây đều có một ý nghĩ như vậy. Lão giả Thiên Cơ các mỉm cười nói, mặc dù sống chết là do trời định nhưng mỗi người lại có một đường thiên cơ riêng, thiên cơ các tung hoành suy đoán từ xa xưa, nhưng vạn sự đều không có chuyện gì là tuyệt đối, chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ bỏ qua. Mặc dù không trả lời rõ ràng Liễu Kình còn sống nhưng lời này lại đưa ra một tin tức, thiên cơ các không có chứng cứ tuyệt đối chứng minh Liễu Kình đã chết thảo nào mấy lần thay đổi danh sách đều không thay đổi chỗ của liễu kình biết được khả năng liễu thánh chủ chưa chết khiến ba đại gia tộc của thành cự khuyết đều rất vui mừng về phần thế lực bên ngoài thì đều không nói gì bọn hắn đi đường xa đến đây là vì cái gì còn không phải là vì tìm mộ địa của liễu kình sao bây giờ có thể người còn chưa chết như vậy rất có thể bản đồ là giả xem ra vô cùng có khả năng đây là một chuyến đi tay không vào lúc mọi người đang yên lặng thì lão giả thiên cơ các lại lần nữa xếp hạng bảng trí cường hoang vực hạng nhất siêu hy thánh chủ, hạng hai liễu kình, hạng ba khổng tước yêu thánh, hạng bốn lý hạc vân, hạng năm lý tông đường, hạng sáu trưởng giáo thuần dương tông, hạng bảy điện chủ đan hoàng điện, hạng tám trần vũ, hạng chín tử mục, hạng mười hướng đông hoa. mười người trí cường đầu xếp sau người đã chết sẽ tự động thăng cấp. nói cách khác thì vẫn còn bảy vị. về phần ba vị phía sau thì là chọn ra từ trên thánh bảng. Thánh bảng này là bảng xếp hạng do các thế lực lớn hoang vực chỉ định, ví dụ như hạng nhất ở gần bảng trí cường, cũng có thể nói là hạng 11 trên bảng trí cường. Nhưng bảng trí cường chỉ có 10 vị, cho nên phía sau tất cả đều chỉ có thể lên thánh bảng. Vị vừa thi triển quy tắc hàn băng, đóng băng ma hoàng, chính là tiền bối Trần Vũ nhỉ. Lão giả thiên cơ các nhìn về phía Trần Vũ mỉm cười. Trần Vũ gật đầu đáp, đa tả các chủ thiên cơ các giúp đỡ. Lão giả thiên cơ các lắc đầu cười, các chủ chỉ làm trọng tài, không lẫn lộn tình cảm riêng tư. Còn nữa, các chủ với tiền bối Trần Vũ không phải là bạn cũ chứ. Trần Vũ lắc đầu, Lục Trần ngạc nhiên liếc nhìn Trần Vũ một cái, không ngờ vô tỷ lại đứng đầu thánh bảng, hiện giờ đã trở thành hạng 8 trên bảng trí cường. Hạng 9 tử mục của bảng trí cường xếp sau Trần Vũ vốn là hạng 2 thánh bảng đã lên được 3 hạng, đứng hạng 9 trên bảng trí cường. Người tên tử mục này, Lục Trần có gặp qua vài lần, hoặc có thể nói là có liên hệ với nhi tử tử minh của hắn. Lúc trước ở Thánh Thành Giao Trì, Lục Trần đã đánh bại tử minh. Thiên cơ các lần lượt đặt Trần Vũ và tử mục lên hạng 8 và 9 của bảng trí cường, mọi người cũng không có ý kiến gì. Nhưng hạng 10 bảng trí cường lại khiến mọi người có ý kiến. Hạng ba thánh bảng không phải là phó điện chủ khúc xương của đan hoàng điện sao, sao lại là tiền bối hướng đông hoa. Không thể nào, các thế lực trong bản địa hoang vực đều trâu đầu ghé tai nhau bàn tán, Khúc Dương của Đan Hoàng Điện là nhân vật xếp ngay sau Tử Mục, hạng 3 trên thánh bảng, thăng cấp xếp hạng thì không phải Phó điện chủ Khúc Dương sẽ tự động tiến vào hạng 10 của bảng trí cường sao? Sao lại là tiền bối hướng Đông Hoa được chứ? Hướng Đông Hoa xếp hạng 10 trên thánh bảng, kém xa vị trí của Phó điện chủ Khúc Dương. Cho dù thế nào cũng không đến lượt hướng Đông Hoa. Hơn nữa hướng Đông Hoa còn là cao thủ chạy trốn, thu hành thân pháp thần bí và ẩn nấp pháp, chỉ cần thoát khỏi phạm vi một ngàn thước là có thể dễ dàng trốn thoát, né tránh khỏi truy bắt cho dù là người trên bảng trí cường cách hướng đông hoa ngàn thước thì cũng không thể nào khóa chặt khí tức của hắn. Lúc trước Lục Trần làm một loạt chuyện ở Thánh Địa Giao Trì, Phong Nhàn và Lý Hạc Vân đều hoài nghi là hướng đông hoa làm. Trở lại chuyện chính, mặc dù năng lực chạy trốn của hướng đông hoa mạnh nhưng mà muốn lên bảng trí cường còn phải dựa vào thực lực nữa. Nếu như chỉ luận về khả năng chạy trốn mà đã có thể lên bảng trí cường thì hướng đông hoa có thể xếp hạng 2, hạng 3. Ngay sau đó, người người ở đấy đều nghi ngờ về quyết định của thiên cơ các những đệ tử của đan hoàng điện còn lộ ra vẻ mặt bất mãn. Vốn dĩ nên là phó điện chủ của bọn họ xếp cuối bảng trí cường, sao lại biến thành hướng đông hoa được. Lão giả thiên cơ các nghe được tiếng chất vấn thì vẫn bình tĩnh nói, các ngươi cũng không biết rằng khúc dương thánh giả đã từng giao thủ với hướng đông hoa thánh giả, hướng đông hoa đã hơn một bậc mà chiến thắng. Lời vừa nói ra, người xung quanh càng không tin, thánh giả khúc dương lợi hại hơn thánh giả hướng đông hoa nhiều, đáng tiếc còn bọn họ còn chưa kịp phản bác, một vị nhân hoàng của đan hoàng điện đã nhìn chằm chằm lão giả thiên cơ các giọng nói mang theo sự tôn kính khó hiểu thôi diễn chi đạo của các chủ thiên cơ các quả nhiên vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của người thường ngay cả chuyện bí mật như vậy cũng nhìn ra được có ý gì tất cả mọi người đều không hiểu lời nói của cường giả đan hoàng điện khi bọn họ đang nghi ngờ hoàng đế của đan hoàng điện đã mở miệng lần nữa giải thích lý do phó điện chủ khúc dương đại nhân nửa năm trước đã có một trận chiến bí mật với tiền bối hướng đông hoa tiền bối hướng đông hoa công sâm tạo hóa, đã thắng khúc dương đại nhân. chương 246, thà làm kẻ xấu xí chứ không muốn làm đại soái ca. Đây là một trận chiến bí mật, người ngoài không cách nào biết được. Nếu như biết được thì đã không có nhiều nghi ngờ như vậy. Ngay sau khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay cả nhân hoàng của đan hoàng diện cũng đích thân lên tiếng, xác nhận rằng những gì thiên cơ các nói là đúng, ngay lập tức đã không còn âm thanh chất vấn nào nữa. Tuy nhiên, bọn họ thực sự rất tò mò làm thế nào mà thiên cơ các lại biết được đừng nói bọn họ ngay cả nhân hoàng của đan hoàng điện cũng không thể nào hiểu được trận chiến giữa hai vị tiền bối thánh giả là một trận chiến bí mật không được công khai không được lan truyền ra thế giới bên ngoài thiên cơ các ở nơi có khoảng cách xa như vậy làm sao lại biết được thiên cơ các liên tục thả ra hai quả bom lớn cũng đều đã được xác nhận đầu tiên là tổ tiên thuần dương tỏa hóa chuyện này chưa truyền ra thế giới bên ngoài sau đó là phó điện chủ của đan hoàng điện tồn tại đứng thứ ba trong thánh bảng, bị đánh bại người đứng thứ 10 thánh bảng hướng Đông Hoa. Hai chuyện này vốn là chuyện cực kỳ bí mật, nhưng mà lại bị thiên cơ các biết được, mọi người thực sự phục thiên cơ các rồi, cứ như không gì là không biết vậy. Chư vị, thiên cơ các đến hoang vực, chỉ để truyền đạt tin tức về trí cường bảng, không phải để xen vào chuyện mộ của thánh chủ, cáo từ. Nhân hoàng của thiên cơ các ôm quyền về phía mọi người, chuẩn bị rời đi. Tiền bối, chờ đã, vãn bối có chuyện cần nhờ vả một thanh niên cao lớn oai hùng bước ra khỏi hàng, mặc một bộ trường bào lộng lẫy, ống tay áo theo đường vân vàng, ngũ quan đoan chính, dáng người ngay thẳng, trên mặt vát lên khí chất nhẹ nhàng, tao nhã. U Dương Cuồng, một vị cấp thánh tử thuộc gia tộc U Dương của huyền vực. Hậu bối của gia tộc U Dương, có chuyện gì? Nhân hoàng của thiên cơ các quay đầu, mỉm cười hỏi. Tiền bối cảm thấy liễu thánh chủ vẫn còn sống đúng không? Vậy thì liệu chuyện truyền thừa của hắn là thật hay giả, còn mộ địa là thật hay giả, U Dương cuồng nhìn về phía nhân hoàng của thiên cơ các để chứng thực. Hắn không ở xa hàng trăm triệu dặm, thậm chí còn ngồi trong truyền tống trận trong suốt một tháng, chạy từ huyền vực đến hoang vực, tất nhiên là để tìm hạt giống thần hỏa. Hiện tại câu trả lời của thiên cơ các về việc liễu kình đã ngã xuống hay vẫn sống còn rất mơ hồ, U Dương cuồng cần một câu trả lời chính xác, vì vậy đã lên tiếng để giữ người của thiên cơ các lại, cần một câu trả lời chính xác. Câu hỏi của U Dương Cuồng cũng là câu hỏi của những người có mặt tại đây. Nhân hoàng của thiên cơ các mỉm cười nói, chuyện này, đợi đến khi các ngươi đã thu thập bản đồ, tự mình đi tìm hiểu đến cùng, không phải là sẽ biết được hay sao. Nói xong, người của thiên cơ các rời đi, tất cả mọi người đều không nói nên lời, cũng không cho thông tin chính xác, rốt cuộc là đúng hay sai, bọn họ cũng không muốn đi một chuyến rồi về tay không, cũng không muốn bỏ qua truyền thừa của Liễu Kinh, ai nói sống thì sẽ không để lại truyền thừa chứ, có một số cường giả thích lúc còn sống để lại truyền thừa, nhìn đám tiểu bối giống như đang chơi trò chơi vượt ải phá giải ám khí, trận pháp mà bọn họ bố trí, nhận được truyền thừa. Đây là một loại thú vui trong cuộc sống tu hành tẻ nhạt của các cường giả đứng đầu. Nếu giờ đến thì cũng đã đến, mọi người vẫn quyết định đi xem thử một lần. Chỉ là bây giờ bản đồ vẫn chưa gom đủ, một ông lão với mái tóc trắng xoa đứng dậy, mỉm cười nói, "Chư vị, năm ngày sau, các thế lực có tàn đồ cũng sẽ đến tần gia để thảo luận rốt cuộc thì mộ địa của thánh chủ ở nơi nào trong hoang vực." Hắn chính là gia chủ Tần Long của Tần gia. Không thành vấn đề, người đến từ Đan Hoàng Điện lên tiếng nói, trong tay bọn họ có tàn đồ, người từ bên từ các vực xung quanh vì không có tàn đồ nên cũng không có ý kiến. Sau khi nói xong, mọi người rời đi, từng thế lực rút khỏi Hàn Gia, điều này khiến một nhóm người của Hàn Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ có một cuộc chiến nổ ra, khiến cho Hàn Gia trở nên tan tành, cũng may là không có trận chiến cấp bậc đó xảy ra. Tuy nhiên, vẫn còn hai thế lực chưa rời đi đó chính là những người đến từ phong lôi các và thánh địa giao trì. Phong lôi các có hơn 10 người đến, trong đó có hai trưởng lão, có tu vi hoàng cảnh, còn có khoảng 10 đệ tử trẻ tuổi, có khí tức bất phàm, cũng đã đạt đến nguyên thần cảnh viên mãn. Chỉ là vẫn còn có tranh lệch so với sức chiến đấu cấp thánh tử. Hai trưởng lão của phong lôi các đi đến bên cạnh Lục Trần và Kim Anh Tuấn, khẽ chắp tay tham kiến thiếu các chủ. Người đang gọi ai là thiếu các chủ, nói rõ hơn đi. Kim Anh Tuấn bất mãn nói. Bởi vì hai nhân hoàng kia nói chuyện với Lục Trần, hoàn toàn không nhìn hắn một chút nào, điều này khiến hắn rất bất mãn. Lục Trần nói, tất nhiên là gọi ta, người tưởng là gọi là ngươi à. Kim Anh Tuấn tức giận, thằng nhóc khốn nạn, người đến phong lôi các muộn hơn ta, bái nhập làm môn hạ của sư phụ muộn hơn ta, khi ngươi chưa đến ta đã luôn là thiếu các chủ của phong lôi các. Lục Trần nói, đúng là nói thử, chính mình có bao nhiêu cân lượng ngươi còn không biết sao, sau khi ta đến, thiếu các chủ chính là ta, Kim Anh Tuấn tức đến ê răng nói, ai có cảnh giới cao hơn thì người đó là thiếu các chủ. Lục Trần bĩu môi nói, thiên phú của người quá tệ, không thích hợp để làm thiếu các chủ, truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt lôi phong các. Kim Anh Tuấn, ta còn chưa nói chuyện người có danh tiếng xấu đâu, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của phong lôi các. Lục Trần nói, cho dù danh tiếng của ta xấu đến đâu, thì có xấu như ngươi không? Hai người nói qua nói lại một hồi thì bắt đầu cãi nhau. Hai vị trưởng lão của phong lôi rất đau đầu, khi gọi thiếu các chủ, bọn họ cũng biết rằng chắc chắn hai người họ sẽ phải cãi nhau, không còn cách nào khác rồi, ai bảo do các chủ có hai đồ đệ mà vị trí thiếu các chủ lại chỉ có một chữ. chương 247, thà làm kẻ xấu xí chứ không muốn làm đại soái ca, hai. Chuyện hai người tranh cãi về vị trí thiếu các chủ của phong lôi các cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai. Vẻ mặt của một nhóm đệ tử của phong lôi các đờ ra, đối với tình huống như ở trước mặt cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Dù thế nào đi nữa, ta nhập môn trước, vị trí thiếu các chủ là của ta. Kim Anh Tuấn khẽ hừ một cái, Lục Trần nói, hay là cứ như vậy đi, để cho các đệ tử của phong lôi các có mặt ở đây quyết định thiếu các chủ trong lòng bọn họ, có được không? Được, Kim Anh Tuấn đồng ý, trong lòng rất tự tin, dù sao thì hắn cũng nhập môn sớm, uy tín trong phong lôi các cao hơn rất nhiều. Rất tự tin rằng những đệ tử này sẽ chọn hắn, người ủng hộ Kim Anh Tuấn làm thiếu các chủ đều là kẻ xấu xí, 321, các người giơ tay lên. Lục Trần nhanh chóng nói xong, mười mấy đệ tử của phong lôi các nhìn nhau không một ai giơ tay lục trần tiếp tục tới phiên ta người ủng hộ lục trần làm thiếu các chủ đều là đại soái ca soạt 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 vừa dứt lời trong nháy mắt một đám đệ tử của phong lôi các đã giơ tay lên cao thấy chưa đây gọi là thực lực lục trần dương dương tự đắc nhìn về phía kim anh tuấn khoe khoang tại sao người ủng hộ ta đều là kẻ xấu xí còn người ủng hộ ngươi đều là đại soái ca kim anh tuấn không chấp nhận vậy thì ngươi thử đi Lục Trần lui ra, đến ta thì đến ta. Kim Anh Tuấn hừ một cái, đứng dậy, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, người ủng hộ Kim Anh Tuấn làm thiếu các chủ đều là đại soái ca. Nói xong, hắn chủ động giơ tay lên cao, trước mặt hắn, không một đệ tử nào giơ tay lên. Chết tiệt, các ngươi cũng giơ tay lên đi chứ? Kim Anh Tuấn tức giận, đừng có cái nữa, ngươi không có uy tín đâu. Lục Trần đứng bên cạnh bỏ đá xuống giếng, bọn họ sẽ không chọn ngươi đâu. Kim Anh Tuấn bất đắc dĩ nói, người ủng hộ Lục Trần làm thiếu các chủ đều là kẻ xấu xí. Tuy nhiên, một đám đệ tử lại giơ tay lên cao. Các ngươi, các ngươi thực sự khiến ta tức chết mất, thà làm kẻ xấu xí cũng không chịu làm đại soái ca. Kim Anh Tuấn thấy như vậy thì tức ói máu, quay người tức giận bỏ đi. Các đệ tử của phong lôi các nghe thấy Kim Anh Tuấn trước khi rời đi ném ra mấy lời tức giận, cũng không có coi trọng, đồng thời trong lòng cũng nói, giữa ngươi và đại ma vương, chúng ta nhất định sẽ lựa chọn ủng hộ đại ma vương. Hậu quả khi đắc tội với đại ma vương, bọn họ hiểu rõ hơn bất cứ ai. Trong phong lôi các có một ví dụ điển hình cho việc đắc tội với đại ma vương, sư đệ khổng soái Sư đệ khổng soái mang trong mình huyết mạch khổng tước yêu tộc, thiên phú hơn người, nhưng cũng thừa hưởng những đặc điểm của khổng tước yêu tộc, đó chính là kiêu ngạo và tự phụ. Đặc biệt là sau khi sư đệ khổng soái bái nhập một vị thái thượng trưởng lão của phong lôi các, sư đệ khổng soái càng trở nên kiêu ngạo bất tuân, không coi ai ra gì kết quả là nhận lấy đủ kiểu chỉnh đốn của đại ma vương kết cục rết thê thảm người ở phong lôi các thường xuyên phát hiện khổng soái hôn mê máu chảy khắp đầu ở bất kỳ góc nào của phong lôi các ban đầu chuyến đi đến hoang vực này là do sư đệ khổng soái dẫn đầu nhưng theo những lời đồn thổi rằng hình như đại ma vương đang ở hoang vực chỉ là hình như thôi nhưng sau khi khổng soái biết được thì sống chết cũng không chịu đi đúng rồi khổng soái đâu tại sao lại không đến lục trần nhìn xung quanh đám người không có nhìn thấy khổng soái thuận miệng hỏi một câu. Thiên phú của tên nhóc khổng soái kia, cũng đứng số một số hai trong số các đệ tử của phong lôi các, không có lý do gì để không đến. Một đệ tử của phong lôi các trả lời, trong người sư đệ khổng soái không khỏe cho nên không đến. Không đến sao, ta còn tưởng là hắn sắp tới. Lục Trần giao sờ sờ đầu, lẩm bẩm một câu, một năm không gặp, ta còn có chút nhớ hắn, không lẽ hắn cũng nhớ ta, nhớ đến bệnh luôn rồi. Tất cả đệ tử đều trợn tròn mắt, đại ma vương nhà ngươi đã làm gì với khổng soái trong lòng ngươi còn không rõ sao sư đệ khổng soái vì sợ ngươi nên mới không đến làm sao hắn có thể nhớ ngươi cơ chứ tất nhiên những lời này chỉ có thể chửi ở trong lòng chứ không thể nói ra quên đi các ngươi cứ đợi trước đi đợi đến khi tìm được mộ của của liễu kinh thì nghe lệnh của ta mà làm lục trần nói với giọng điệu rất vì tiện như thể trong mắt hắn Dùng tu vi siêu phàm cảnh để ra lệnh cho một đám đệ tử nguyên thần cảnh viên mãn của Phong Lôi Các giống như là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Xin tuân theo lệnh của vị thiếu các chủ. Sau khi Lục Trần phân khó xong thì cũng không không quan tâm bọn họ nữa, dù sao thì sơn trang ở đảo giữa hồ cũng có rất nhiều nhà, có thêm trăm người nữa đến ở cũng được, để bọn họ tùy ý lựa chọn chỗ ở là được rồi. Lục Trần đi về phía Liễu Khuynh Thành, thong dong bước đến, một đám đệ tử của Phong Lôi Các nhìn mà ngẩn người không phải là đại ma vương đang muốn đùa giỡn thiếu nữ xinh đẹp đến khó tin kia đấy chứ. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hồn bạc vía, đại ma vương rỗi tay ra, bóp lấy khuôn mặt mềm mại trắng như trứng gà bóc, đồng thời trong miệng còn nói ra những lời ngả ngớn, ồ, oh, mấy tháng không gặp, hình như lại có thêm thịt rồi. Khi các đệ tử của phong lôi các nhìn thấy cảnh này, há hốc mồm, cầm như muốn rơi xuống đất. Quả nhiên, vẫn là phong cách quen thuộc của đại ma vương, không sợ trời không sợ đất. Tuy nhiên, trong lòng đại ma vương không hề sợ hãi chút nào sao. Mới vừa rồi, tình huống kết thúc bằng việc vị thánh nữ này đánh ngang tay với thái nữ ma giáo, một tay đánh đàn tạo thành đao kiếm trận vực, sức tấn công vô song. Đại ma vương, người ngang nhiên cợt nhã người ta như vậy, là không sợ nổi giận à. Hai trưởng lão của phong lôi các cũng bị kinh ngạc không nhẹ bởi động tác kinh thế hãi tục của lục trần. chương 247, phong cách đại ma vương. Trong lòng khóc không ra nước mắt, đại ma vương của ta điệu thấp một chút đi, đây không phải là sân nhà của chúng ta đâu. Bên cạnh còn có một vị nữ thánh đó, hơn nữa những người từ thiên cơ các vừa mới rời đi cũng đã nói rằng người ta hiện đang xếp thứ 8 trong bảng trí cường của hoang vực, cho dù là thánh cảnh tầng thứ nhất thì chắc chắc cũng phải gần tới tầng thứ hai rồi. Ngang nhiên đứng trước mặt loại tiền bối này đùa giỡn môn đồ của người ta như vậy, đây không phải là tìm chỗ chết sao. Bây giờ bọn họ cũng không dám nhìn mặt vị nữ thánh này nữa rồi. Mà vài giây sau, trưởng lão của phong lôi các cũng không cảm nhận được bão táp tràn ngập trong không khí, bọn họ mới cả gan ngẩng đầu lên nhìn về phía khuôn mặt của nữ thánh, lại phát hiện sắc mặt của nữ thánh bình thản như nước, cũng không có tức giận. To gan, người có biết người đang làm gì không? Đến đệ tử của thánh địa giao trì, mỗi một người đều sắn tay áo lên, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Tên khốn kiếp đáng chết này là ai, dám ngang nhiên cợt nhã thánh nữ? Thịt đâu ra chứ, Liễu Khuynh Thành cũng có tức giận, nhưng chỉ là xấu hổ, Sư huynh nói rằng khuôn mặt của nàng có thêm thịt, không phải là đang nói nàng đã tăng cân sao? Điều này khiến khuôn mặt của nàng đỏ bừng đồng thời có chút xấu hổ. Ha ha, không có, không có, tối hôm nay không có chỗ ở nhỉ, cứ ở đây đi." Lục Trần cười ha ha nói. "Ừ, Liễu Kình Thành khẽ ừ." Một đám đệ tử từ Thánh Địa Giao Trì và đệ tử từ Phong Lôi Các đồng thời ngây ra. Đệ tử của Thánh Địa Giao Trì nhìn về phía Vũ Thánh Tiền Bối, hy vọng Vũ Thánh Tiền Bối sẽ ra tay đánh chết hắn. "Vô tỷ, người cũng ở lại đi, đúng lúc ta có một chuyện cần hỏi ngươi. Lục Trần quay lại nhìn về phía Trần Vũ nói, lại là cách xưng hô này, trên khuôn mặt thanh tú của Trần Vũ lộ ra vẻ bất lực, sau khi cân nhắc vài giây, gật đầu. Vũ Tỷ, nghe thấy Lục Trần gọi vị nữ thánh này là chị, đây là xưng hô rất thân mật. Các đệ tử của phong lôi các thở dài rằng Đại Ma Vương không hổ danh là Đại Ma Vương, đi đến đâu cũng có thể ăn được. Đối với các đệ tử của Thánh Địa Giao Trì, thì đã ngây người tại chỗ cái tên tên là lục trần này có thể gọi vũ thánh tiền bối là chị không lẽ người này cũng là đệ tử của thánh địa giao trì không hiểu sao bọn họ cứ cảm thấy cái tên lục trần này có hơi quen thuộc nhưng đột nhiên cuối cùng cũng có người nhớ ra lục trần không phải là đệ tử của thánh chủ sao mới được công khai cách đây một khoảng thời gian nghe nói thời gian hắn nhập môn còn sớm hơn cả thánh nữ là sư huynh của thánh nữ sau khi nghĩ thông suốt bừng tỉnh ngộ ra thảo nào có thể gần gũi với thánh nữ như vậy thánh nữ cũng không có tức giận một lúc sau, trong một ngôi nhà tre, Lục Trần, Trần Vũ và Liễu Khuynh Thành ngồi cạnh nhau, trên bàn có bảy những món ngon tinh xảo. Lục Trần chỉ mời hai người, còn những đệ tử khác thì ở trong sơn trang ở trên đảo giữa hồ, Lục Trần không quan tâm đến việc ăn uống của bọn họ. Sau khi ngồi vào bán, Lục Trần bắt đầu đặt câu hỏi hỏi, Vũ Tỷ, người biết bao nhiêu về Liễu Kinh, lần này thiên cơ các xuất hiện đã phá tàn ảo tưởng của chúng ta, nếu như Liễu Kinh không chết, chẳng phải là sẽ không có bảo vật à. Mặc dù Liễu Kình là tiền bối thánh cảnh, có thể đã đạt đến tầng thứ hai, có thể đã đạt đến tầng thứ ba, những thứ như thánh khí công pháp hắn để loại. Loại đồ vật này đủ để kích hoạt việc thánh cảnh tranh cướp. Nhưng mà đối với Lục Trần, hoàn toàn không khơi dậy hứng thú. Đầu tiên, công pháp mà hắn tu hành đều là đứng đầu. Ngoài ra, muốn đan dược thì đơn giản thôi, tới chỗ tứ sư phụ lấy một ít, muốn có thánh khí đặc chế, để tứ sư phụ nhờ luyện chế là được. Cho nên đối với bảo vật do Liễu Kình để lại, cũng không có chút hứng thú nào, thứ hắn cảm thấy hứng thú chính là hạt giống thần hỏa. Trong đôi mắt xinh đẹp của Trần Vũ lộ ra vẻ hoài niệm, thở dài nói, Liễu Kình là hùng chủ cái thế, thiên phú rất cao, sau Liễu Kình chưa từng có ai có thể sánh bằng thiên phú của hắn, nếu như không có vấn đề gì, nói không chừng hắn đã có thể sánh ngang với thánh chủ rồi. Trần Vũ đánh giá rất cao Liễu Kình, lúc đó, Liễu Kình là một hùng chủ cái thế, nếu thuận lợi phát triển thì có thể trở thành cự phách uy trấn thập vực. Thật không may giữa trường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hương, ánh mắt lục trần nheo lại, vũ tỷ dùng từ, ngoài ý muốn, để miêu tả liễu kình, không phải như vậy có nghĩa là liễu kình chưa chết sao. Hoặc có thể nói là, vũ tỷ biết chuyện gì đã xảy ra với liễu kình. Lục trần vội vàng hỏi tiếp, liễu kình đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần vũ lắc đầu nói, thật ra thì ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liễu kình từng tìm thánh chủ, nhưng lại vội vàng rời đi, hắn tìm thánh chủ nói cái gì, thì chỉ có thánh chủ mới biết được. Lục Trần tiếp tục hỏi, sư phụ đã nói gì vậy? Trần Vũ nhẹ giọng nói, thánh chủ chỉ nói một câu, nếu Liễu Kình có thể chịu đựng được thì có thể sống, nếu không thể chịu đựng được thì chỉ có thể chết. Rốt cuộc là có ý gì? Trần Vũ lắc đầu, nói chờ cho đến khi tìm thấy mộ của Liễu Kình, các người đi thăm dò, có lẽ có thể khám phá được bí ẩn. Lục Trần thấy Trần Vũ cũng không biết thì không hỏi nữa, liền chuyển chủ đề, Vũ Tỷ, nghe nói trong mộ của Liễu Kình có bốn hạt giống thần hỏa, người nghĩ tin tức này là thật hay giả? không thể tin được, Trần Vũ trả lời với giọng điệu chắc chắn, nói vậy nghĩa là không có rồi. Khi Lục Trần nghe được điều này, trong đôi mắt của hắn chợt hiện lên vẻ mất hết hứng thú trên cuộc đời này. Đối với hắn thì hoàn toàn là nhằm vào hạt giống thần hỏa, nhưng bây giờ Trần Vũ lại nói rằng tin tức đó không đáng tin, vậy thì đó là tin tức giả. Trong lúc nhất thời, Lục Trần vô cùng thất vọng, chương 248, hôm qua ta thật sự huynh hoang như vậy sao? Trần Vũ lắc đầu nói, truyền thuyết về thần hỏa đều là khắp thế gian khó có thể tìm được, mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm mới xuất hiện một lần, Liễu Kình không thể nào có được bốn hạt giống thần hỏa, cũng không biết là ai đã tung ra tin tức này, chẳng qua chỉ là để thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi. Thôi kệ đi, đến lúc đó rồi tìm rốt cuộc là sao? Lục Trần nhún vai nói, tiến Trần Vũ và Liễu Khuynh Thành đi, còn Lục Trần tiếp tục bế quan tu luyện. Năm ngày sau, trước khi đi đến Tần Gia, gom góp bản đồ, tìm hướng đi đến mộ của Liễu Kinh. Khi chuyện xảy ra trong Hàn Gia truyền đến Thánh Cự Khuyết, một lần nữa gây ra náo động. Mặc dù người dân của Thành Cự Khuyết biết chuyện các thế lực từ các ngoại vực đều tìm đến một người tên là Lục Trần. Nhưng chuyện xảy ra ở Hàn Gia ngày hôm đó, bọn họ không cách nào biết được. Vào ngày hôm sau, tin tức đã lan ra bên ngoài, trong đó có hai chuyện điều đáng chú ý. Đầu tiên, đó là sự thay đổi của trí cường bảng của hoang vực, bảng này trong suốt hai ba vạn năm chưa từng thay đổi nhưng lần này thiên cơ các xuất hiện xác nhận ba cường giả hàng đầu đã ngã xuống cùng với đó là ba nhân tài mới xuất hiện để bổ sung cho dù là ba cường giả đứng đầu ngã xuống hay là ba người thêm vào thay thế thì cũng gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi rộng rãi thành chủ bạch lộc hai vạn năm trước từng xuất thế một lần chưa bao giờ nghĩ rằng một lần nữa nghe thấy tin tức về hắn lại là tin tức về cái chết trong một tứ hợp viện tao nhã ở đâu đó ở thành cự khuyết một vị nhân hoàng giả nua đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ xuất thần Vị nhân hoàng này đã rất già, thân thể khô héo, vẻ mặt già nua như vỏ cây. Lý do khiến hắn thở dài là vì khi còn nhỏ hắn đã may mắn được nhìn thấy vẻ uy nghiêm của thành chủ Bạch Lộc. Thành chủ Bạch Lộc, khí thôn Sơn Hà, ý chí rộng lớn, trên người dường như có ánh sáng vạn trường. Thánh quân Phong Diễm từng sống ở thành cự khuyết trong một khoảng thời gian, thu nhận hai đệ tử, sau đó, giống như một nhàn vân giã hạc không có nơi ở cố định, hắn đã qua đời, thật khiến cho người ta không thể tin được. Còn có thuần dương tổ tiên, đã sống khoảng 10 vạn năm, cấp độ hóa thạch sống, chứng kiến sự phồn vinh và thịnh vượng của hoang vực, vốn nghĩ rằng vẫn còn sống, không ngờ cũng đã tỏa hóa. Người dân thành cử khuyết thở dài cảm thán, năm tháng không bỏ qua cho bất cứ ai. Sinh mệnh của mỗi người đều có điểm cuối, tồn tại cấp thánh cảnh cũng chỉ có thể sống 10-20 vạn năm, sau đó sẽ đi đến điểm cuối. Trừ khi đột phá đến cảnh giới cao hơn, cấp bậc sinh mệnh trải qua sự cải lão hoàn đồng, duy trì tuổi thanh xuân mãi mãi. Nhưng sau khi đạt tới thánh cảnh, muốn tiến thêm một bước khó như lên trời mấy trăm năm mấy ngàn năm tu vi cũng không thể tăng lên một bước nào ba cường giả đứng đầu đã qua đời đều nằm trong bảng này hàng vạn năm ba người đều có những câu chuyện và truyền thuyết của riêng mình từ lâu đã in sâu vào tâm hồn của con người ở hoang vực lần này đột ngột qua đời trong nhất thời mọi người không thể chấp nhận được ngay lập tức tin tức này lấy thành cự khuyết làm trung tâm điên cuồng lan truyền ra thế giới bên ngoài tuy nhiên ba vị cường giả đứng đầu qua đời từ việc trí cường bảng thay đổi nhưng Liễu Kình vẫn đứng vị trí cao trong bảng, khiến người dân thành cự khuyết nghi ngờ, không lẽ có là thánh chủ vẫn chưa chết. Chuyện này cũng được thảo luận rộng rãi. Chuyện thứ hai chính là trong Hàn gia xuất hiện có một ngoan nhân, còn huynh hoang hơn cả đại ma vương Lục Trần, nghe nói ngoan nhân này vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Lúc ở Hàn gia không mở miệng thì còn đỡ, vừa mở miệng thì đã đắc tội người ta. Ví dụ như gọi thái tử chân long là con nghé con, gọi thiếu chủ thành xích long là tóc đỏ còn nói rằng mọi người trong phòng đều là rác rưởi, điều này xúc phạm tất cả các thế lực khắp nơi tập hợp ở Hàn Gia. Hơn nữa còn buông ra những lời tàn nhẫn, muốn khiêu chiến truyền nhân các đại thế lực đứng đầu các ngoại vực. Đây không phải là, vào sáng sớm, bên ngoài một tử lâu lớn ở thành Cự Khuyết, đã có một đám đông người đúc vây lại, ba tầng bên trong ba tầng bên ngoài, tất cả đều chạy đến đây để xem ngoan nhân khiêu chiến các truyền nhân đứng đầu để lại ngoan thoại ngày hôm qua có một vài người sợ bỏ lỡ tình huống thú vị nên đã bỏ luôn cả bữa sáng vội vàng chạy đến đây trong đám đông đủ mọi người từ mọi tầng lớp chẳng hạn như tộc chân long thánh ma giáo thánh giáo luyện cổ thánh địa cổ thương thành xích long đều đã tập trung từ sớm hôm nay bọn họ đến để thực hiện lời hứa bọn họ đã nghe ngóng rõ ràng thanh niên kiêu ngạo đêm qua chính là tử hằng là một người cấp thánh tử của tử tinh phong thuộc đế kiếm cung mặc dù đế kiếm cung lớn mạnh nhưng thế lực đằng sau bọn họ cũng không hề yếu hơn nữa tử hằng là người đã nói năng lỗ mãng trước chính miệng nói ra lời khiêu chiến bọn họ tất nhiên bọn họ phải đến để thực hiện lời hứa để xem xem tử hằng có dám ra mặt hay không nếu tử hằng sợ phải chiến đấu thì sẽ làm mất mặt vị kiếm thánh kiếm tu cộng tôn của tử tinh phong còn về tử hằng sau khi bị hoàng niên trưởng lão mang đi đến ngày hôm sau mới tỉnh lại tử hằng sau khi tỉnh lại đầu đau như búa bổ trí nhớ không liên tục Tử Hằng không thể nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua, vì vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Hoàng Niên ở bên cạnh, hỏi thăm tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Thiếu ra, hôm qua người uống quá nhiều rượu, gây ra tai họa lớn. Hoàng Niên vốn muốn giấu đi, nhưng sau khi nghĩ lại, đau dài không bằng đau ngắn, nói ngắn gọn cho hắn biết ngày hôm qua hắn đã làm gì. Những người và thế lực ngày hôm qua đắc tội, toàn bộ đều tập trung ở bên ngoài rồi, đều đang chờ tử hằng tỉnh rượu chương 248, tự làm màu. Sau khi nghe những lời của Hoàng Niên, Tử Hằng thực sự không thể tin vào tai mình. Hai mắt Tử Hằng dại ra, một lúc lâu sau mới định thần lại được. Hôm qua hắn thực sự đã buông thả bản thân như vậy, không chút sợ hãi mà đổi tên của Thái tử Trân Long, thiếu chủ xích ly của thành xích Long, còn gọi mọi người ở đó là rác rưởi. Những lời nói mang đến sự thù hận này, làm sao có thể được thốt ra từ miệng của hắn chứ? Trong lúc nhất thời, Tử Hằng vẫn cảm thấy hơi không tin được. Tử Hằng mở to mắt, Hoàng Niên trưởng lão, hôm qua ta thật sự huynh hoang như vậy sao? Vẻ mặt Hoàng Niên trông bất lực, nói, đúng vậy, ta có kéo cũng không kéo lại nổi. Tử Hằng, tại sao bên ngoài ồn ào như vậy? Tử Hằng đột nhiên cảm thấy bên ngoài rất ồn ào, loáng thoáng nghe nhắc đến tên của mình, hầu hết đều nói, Tử Hằng còn chưa tỉnh à, tất cả mọi người đều đã đợi lâu như vậy, hôm qua kiêu ngạo như vậy, sao hôm nay lại trốn như rùa rụt đầu thế? Két, cánh cửa mở ra, bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng, chờ để xử lý ngươi ngươi nói coi có ẩm ý hay không bạch hoàng từ bên ngoài bước vào nhếch mép nói đã nói với ngươi từ lâu rồi lục trần rất quỷ quyệt đừng có đến gần hắn ngươi lại không chịu nghe thấy tử hằng im lặng bạch hoàng tiếp tục nói hoàng niên trưởng lão ngươi cũng nghĩ rằng lục trần đang lừa ta ư tử hằng nhìn về phía hoàng niên trưởng lão nói mặc dù hoàng niên trưởng lão không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn gật đầu tử hằng hít một hơi thật sâu hắn vẫn không muốn tin rằng lục trần trái một câu đại ca, phải một câu đại ca xong còn lấy tiên nhân túy để chiêu đãi mình lại làm mọi việc chỉ vì bẫy hắn. Điều này nghe có vẻ hết sức vô lý, Bạch Hoàng thấy thế cười nhạt, vẫn chưa nghĩ thông sao. Thái tử tộc chân Long Ngao Thượng, thiếu thành chủ thành xích Long xích ly vân vân. Đều là người lục trần từng đắc tội đấy, hắn tâng bốc người chỉ để ngươi san sẻ thù hận với hắn thôi. Hiện tại thù hận của truyền nhân các thế lực lớn đã chuyển hết từ người hắn sang đầu ngươi rồi. Ngươi biết tại sao lục trần lại được phong làm kiếm tử không là vì hắn đã được ngân nguyệt công nhận rồi rồi bạch hoàng lại tung ra một quả bom hạng nặng cái gì tử hằng nghe vậy bèn soạt một tiếng ngồi dậy từ trên giường mắt hắn trợn to sao ngươi không nói với ta chuyện này bạch hoàng nói trên dưới kiếm đế cung đều biết sự thích về kiếm tử chẳng lẽ ngươi không biết gì ư tử hằng quay đầu nhìn về phía hoàng niên trưởng lão rồi hỏi lục trần được ngân nguyệt công nhận thật rồi ư thân là thánh tử kiếm đế cung Đương nhiên Tử Hằng hiểu rõ tính chất đặc thù của Ngân Nguyệt. Giữa Ngân Nguyệt là một đoạn kiếm thể màu đen, nó là tàn thể rơi ra từ thần kiếm phủ bụi đã lâu trong cấm địa Kiếm Đế cung, nó được Kiếm Đế cung mời thánh khí sư chế tạo thành Ngân Nguyệt hiện tại. Hơn nữa ai có thể nhấc được Ngân Nguyệt thì người đó chính là chủ nhân của Kiếm Đế cung. Vô số đệ tử trong Kiếm Đế cung, từ thấp nhất là siêu phàm cảnh đến mạnh nhất là cấp bậc kiếm thánh đều muốn thử cảm giác nhấc được Ngân Nguyệt, muốn nắm giữ Ngân Nguyệt. Nếu được Ngân Nguyệt công nhận thì sẽ được thần kiếm trong cấm địa công nhận đồng thời còn có thể khống chế toàn bộ năng lượng của kiếm đế cung. Nhưng đoạn kiếm thể của Ngân Nguyệt rơi ra từ thần kiếm, nó có tính kháng cự nên khi có người tới gần, Ngân Nguyệt sẽ giấu nó đi. Đúng vậy, người không nghe nhầm đâu, Ngân Nguyệt có ý thức tự chủ nên mỗi khi có người trông thấy Ngân Nguyệt bay lắc lư sẽ chạy tới muốn nắm lấy Ngân Nguyệt. Nhưng Ngân Nguyệt lại nhanh chóng dùng độn thuật hóa thành bóng kiếm trốn mất hút. Tử Hằng khóc không ra nước mắt, vậy mà Lục Trần lại nhắc được Ngân Nguyệt, tin quan trọng như vậy sao hắn lại không biết hắn nhớ ra mình mới lịch luyện từ nơi khác về, khi đi ngang qua thanh vực thì nghe tin kiếm đế cung có một kiếm tử tên Lục Trần nhưng điều hắn nghe thấy nhiều nhất lại là sự tích ở thanh vực của Lục Trần. Sau đó hắn vội vàng chạy tới hoang vực, lúc đến hắn còn nghĩ, kiếm đế cung thiếu gì đệ tử xuất sắc hơn Lục Trần, sao lại phong Lục Trần làm kiếm tử nhỉ? Hiện tại mọi việc đều đã sáng tỏ, ra là do Lục Trần nắm giữ được ngân nguyệt rồi. Thấy tử hằng giật mình, Bạch Hoàng hờ hững nói, báo với ngươi một tin quan trọng nữa, lục trần đã ngưng luyện được kiếm ý rồi cái gì tử hằng lại trợn to hai mắt lòng hắn dậy sóng vẻ mặt còn giật mình hơn cả ban nãy tử hằng chấn động tại chỗ hắn không ngừng lẩm bẩm vậy mà lục trần lại nắm giữ được kiếm ý hắn lại nắm giữ được kiếm ý kiếm ý là mục tiêu cuối cùng mà những kiếm tu theo đuổi chỉ cần ngưng luyện được kiếm ý là có thể trở thành sự tồn tại cộng sinh với kiếm tu rồi nhưng muốn ngưng luyện kiếm ý thì ít nhất phải đạt tới vương cảnh mới thử được Lục Trần mới đến siêu phàm cảnh mà sao hắn lại nắm giữ được kiếm ý. Tử Hằng nghĩ mãi không thông, hắn ngây người tại chỗ. Bạch Hoàng tiếp tục đả kích, lần trước ta nghe nói ngươi đã dùng thuần dương kiếm thuật để đánh bại Lục Trần, chưa quá 20 chiêu Lục Trần đã bại dưới tay ngươi rồi. Ngươi rất kiêu ngạo nhưng ngươi đâu có biết, Lục Trần sớm đã tu hành viên mãn thuần dương kiếm thuật, huyền băng kiếm quyết, đại diễn kiếm quyết, kinh long chảm hết rồi, ngươi lấy gì đánh với hắn. Sắc mặt tử hằng đờ đẫn, trái tim không ngừng chìm xuống. Mấy kiếm pháp Bạch Hoàng kể đều là bí mật bất truyền của kiếm đế cung, phải là người có thân phận và địa vị rất cao trong kiếm đế cung mới được tu luyện. Hơn nữa tu luyện cực kỳ khó, ví dụ hắn phải mất 10-20 năm tu hành mới tu luyện thuần dương kiếm thuật tới trình độ cao thâm chứ chưa viên mãn. Còn Lục Trần tu luyện kiếm pháp bất truyền của cả bốn môn phái nhưng lại viên mãn rồi ư. Hắn là quái vật sao, từ hàng nhìn hoàng niên rồi lại nhìn chu hồng, hai người đều không phản bác chứng tỏ những gì Bạch Hoàng nói đều là sự thật chương 249, tử hằng đấu với Ngao Thượng. Bạch Hoàng tiếp lời, đây chỉ là những gì ta điều tra được thôi. Về phần Lục Trần đã học được bao nhiêu kiếm pháp dưới cấp thánh thì không thể biết được cũng chẳng cần thiết. Ngay cả kiếm pháp cấp thánh hắn còn lĩnh ngộ dễ như trở bàn tay thì dưới cấp thánh lại càng dễ. Tử Hằng nhớ hôm hắn đấu với Lục Trần, Lục Trần chỉ sử dụng mỗi thiên thu kiếm quyết chứ không hề sử dụng các loại kiếm pháp khác. Giờ đây cuối cùng hắn cũng tin lời Bạch Hoàng, hắn bị Lục Trần lừa thật rồi. Ai, Hắn cũng là người từng trải, từng một thân một mình ra ngoài lịch luyện, từng bị xã hội vùi dập, từng nếm trải nhân thế hiểm ác. Bài học lần này từ Lục Trần chứng tỏ hắn vẫn còn non và xanh lắm. Tên khốn khiếp này, Tử Hằng cắn răng tức giận không thôi. Bạch Hoàng khoanh tay nói, "Đừng mắng nữa, nghĩ cách ứng phó tình hình bên ngoài đi." Thánh Tử Tử Hằng của Kiếm Đế cung có gan mở miệng khiêu chiến lại không có gan ứng chiến sao? Bên ngoài truyền đến một giọng nói ẩn chứa linh lực hùng hậu. Đó là một nhân hoàng đang dùng linh lực để nói chuyện, giọng hắn bao phủ cả tòa tử lâu, người bên trong nghe rất rõ. Hóa ra người bên ngoài đã đợi đến mức hết kiên nhẫn rồi. Tử Hằng đứng lên ngó ra ngoài cửa sổ, vừa nhìn là hắn xém xỉu, đám đông bên ngoài đông nghìn nghịt, ít nhất cũng phải mấy vạn. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên rồi run rẩy nói, đây đều là người ta từng đắc tội. Đù Me sao mà lắm thế, toàn người là người, con kiến cũng không chui nổi. Hoàng Niên an ủi nói, không nhiều vậy đâu, chỉ có mấy truyền nhân hàng đầu muốn khiêu chiến với ngươi thôi, những người khác tới hóng chuyện ấy mà. Đậu, bị lục trần hố chết cha rồi, tử hằng khóc không ra nước mắt, giờ hắn tiến thoái lưỡng nan, thân là thánh tử kiếm đế cung không thể hèn nhát được, chỉ có thể nghinh chiến thôi. Hơn nữa đều tại hắn làm màu, có khóc cũng phải làm màu xong đã. Tử hằng được hai kiếm hoàng và bạch hoàng hộ tống ra ngoài. Tử hằng run lẩy bẩy, cảm giác hai chân như nhũn ra. Một trọi một hắn không sợ, chủ yếu là người khiêu chiến quá nhiều, bị đánh hội đồng xong chắc hắn phải nằm cáng mất. Hoàng Niên ôm quyền nói, các vị, hôm qua thánh tử uống nhiều nên ăn nói hàm hồ, mong các vị khoan dung độ lượng. Song nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, thánh tử có thể tỉ thí với các vị truyền nhân nhưng đến điểm là phải dừng để tránh ảnh hưởng hòa khí hai bên. Được, nhân hoàng các thế lực lớn đều gật đầu với lời của Hoàng Niên. Để ta tạo chiến đạo đài, một ông lão tộc chân long xuất hiện, hắn giơ tay, linh lực cuồn cuộn phóng ra phong tỏa trời đất, tạo thành một không gian chiến đạo đài độc lập để người chiến đấu có thể thoải mái phát huy thực lực. Mời thánh tử tử tinh phong, thiếu niên áo lam ngao thượng bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tử hằng mở miệng nói. Tử hằng cũng không ngại chiến, hắn theo ngao thượng bước vào không gian chiến đạo đài rồi nhìn về phía ngao thượng nói, tu vi thái tử tộc chân long thấp hơn tại hạ một cảnh giới nên ta sẽ áp chế cảnh giới xuống siêu phàm cảnh viên mãn, người thấy sao? Không cần, ngao thượng lạnh lùng đáp, trên chiến đạo đài, nghe con, ngao thượng áo lam phất phới, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm tử hằng âm một tiếng khí thức bạo phát tạo thành khí lưu tuôn trào từ hôm qua ngao thượng đã ghim tử hằng rồi hắn đường đường là thái tử tộc trân long mà lại so sánh hắn với ngé con đúng là chán sống mà người xung quanh lẳng lặng theo dõi không khí yên tĩnh đến lạ có lẽ đánh rơi cây kim cũng nghe thấy tiếng chỉ có gió lốc gào thét trên chiến đạo đài bọn họ rất muốn biết thái tử tộc trân long có thể thắng thánh tử kiếm đế cung dù tu vi thấp hơn hẳn một cảnh giới không nhưng chắc là không rồi Tộc chân long tuy mạnh nhưng thánh tử kiếm đế cung cũng chẳng kém cạnh, hơn nữa còn cao hơn hẳn một cảnh giới. Tử Hằng cảm nhận được khí thức cuồng bạo đập thẳng vào mặt. Sắc mặt hắn dần nghiêm trọng, thân thể căng cứng, khí thế như có như không phập phồng trên người hắn. Tuy thái tử tộc chân long chỉ là siêu phàm cảnh viên mãn còn hắn thì cao hơn thái tử tộc chân long hẳn một cảnh giới nhưng đừng quên, tộc chân long giỏi cả tấn công lẫn phòng thủ, sức mạnh bá đạo dũng mãnh, rất ít võ giả nhân loại và yêu thú có thể địch lại thân thể tộc chân long cũng cực kỳ biến thái võ giả rất khó phá vỡ phòng ngự đây cũng là nguyên nhân tộc chân long thuộc hàng đỉnh của chóp trong yêu giới ngao thượng đạp mạnh về phía trước dường như cả không gian đều đang rung lên hắn hóa thành tàn ảnh chỉ trong nháy mắt đã lướt đến trước mặt tử hằng hung hăng giơ quyền đánh về phía tử hằng tử hằng dùng hai tay đỡ nhưng một quyền của ngao thượng vừa mạnh vừa khủng khiến cánh tay hắn cực kỳ đau nhức hắn lùi lại mấy bước liền chuyện gì vậy chỉ mới giao thủ mà thái tử tộc Chân Long đã chiếm thế thượng phong rồi. Người xung quanh nhìn thấy Tử Hằng lùi lại đều hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ Thánh tử kiếm đế cung yếu vậy sao? Nhưng nghĩ đến thân phận thái tử tộc Chân Long, mọi người lập tức bình thường trở lại. Đối thủ của Tử Hằng không phải người mà là một Chân Long hình người. Chân Long hóa hình thành người cực kỳ khủng bố, chúng am hiểu cận chiến, nhất là đánh tay không. Võ giả cùng cảnh giới có ai dám đấu với Chân Long hình người đâu? Bốp, bốp, bốp. Tốc độ ra quyền của Ngao Thượng rất nhanh, tàn ảnh của đường quyền trùng trùng điệp điệp. Phần lớn người xung quanh chỉ thấy hai bóng dáng đan xen vào nhau với tốc độ nhanh đến mơ hồ, khó mà nhìn rõ bằng mắt thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng cơ thể va chạm bịch, bịch, bịch. Mặc dù Tử Hằng có phản kích nhưng chỉ nhận lại sự tấn công điên cuồng dồn dập của Ngao Thượng, thân thể hắn đau đớn kịch liệt. Mẹ nó, tên chân long nhỏ này mạnh thật đấy. Tử Hằng thầm than, ban nãy hắn chủ quan rồi, không nên để Ngao Thượng áp sát, để Ngao Thượng áp sát tấn công là quyết định sai lầm nhất của hắn. chương 250, từ Hằng đấu với Ngao Thượng 2. Đồng thời hắn đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu của Ngao Thượng. Dù hắn cao hơn hẳn một cảnh giới nhưng khi chỉ dùng nắm đấm để chiến đấu mà không áp dụng bất cứ võ học gì, hắn thật sự không chiếm được thế thượng phong. Tử Hằng lùi lại, nhanh chóng kéo dài khoảng cách rồi kết kiếm quyết, giơ tay ngưng tụ kiếm khí ầm ầm bổ về phía Ngao Thượng. Xoạt, 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 mấy chục kiếm khí thể hiện kiếm uy, chúng như những mũi tên xé rách không gian mang theo tiếng khí lưu sắc bén. Ngao thượng ra quyền trực tiếp lấy cứng đấu cứng, kiếm khí tiếp xúc với nắm đấm của hắn là lập tức vỡ nát. Kiếm khí còn lại rơi trên chiếc áo lam của hắn, chiếc áo lam phát ra ánh sáng xanh thẳm, kiếm khí rơi trên chiếc áo tạo thành tiếng len keng, tia lửa văng khắp nơi. Đây là một pháp bảo phòng ngự có thể vô hiệu hóa kiếm khí. Tử Hằng vung tay lên, một thanh trường kiếm sáng trong như tuyết xuất hiện trong tay hắn. Mũi kiếm sắc bén không ngừng hấp thụ và tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đây chính là thanh hoàng khí pháp bảo bản mệnh của hắn, từ nhỏ hắn đã dùng tinh huyết để nuôi dưỡng nó. Từ khi thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, nó bắt đầu run lên, tiếng kiếm ngâm không ngừng vang lên như thể kiếm hồn của một thanh thần kiếm tuyệt thế đang thức tỉnh và phát ra âm thanh. Vù, hư không rách ra, một long chảo khổng lồ màu vàng bỗng dưng xuất hiện, lần giáp trên long chảo có màu vàng kim lấp lánh vô cùng chói mắt. Long chảo vàng kim xuất hiện phía trên tử hằng rồi tàn bạo túm lấy đầu hắn như thể muốn bóp nát đầu hắn. Đây là bí pháp của tộc chân Long được thi triển bằng hình người. Điện chủ thánh điện thanh Long Lý Tông Đường đã từng thôn vệ máu thịt của một thanh Long già nua rồi lĩnh ngộ được thanh Long chảo. Long chảo vàng kim này trông khá giống thanh Long chảo nhưng sức tấn công lại khác, uy lực của Long chảo vàng kim khủng bố hơn rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, Long chảo vàng kim bao trùm tử hằng. Đồng thời trên chiến đạo đài, ánh vàng rực rỡ che phủ nơi đây sinh mệnh của tử hằng bị đe dọa nghiêm trọng đồng tử hắn tỏa ra chiến ý lạnh thấu xương hắn thi triển thuần dương kiếm thuật chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn phủ đầy những tia lửa ngọn lửa dày đặc chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ thân kiếm biến nó thành một thanh trường kiếm tỏa ra lửa linh lực của tử hằng không ngừng truyền vào trường kiếm kiếm uy cuồn cuộn đồng thời tỏa ra nhiệt độ kinh khủng một kiếm đâm vào đỉnh đầu long chảo vàng kim phụt trường kiếm cực kỳ sắc bén đâm xuyên long chảo vàng kim một luồng khí lưu vô cùng mãnh liệt bạo phát nó gào thét cuồn cuộn rồi đập vào vách tường vô hình trên chiến đạo đài, phát ra âm thanh va chạm nặng nề. Cùng lúc đó, long chảo vàng kim dần dần tan biến. Phù, tử hằng đã phá được long chảo vàng kim, hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù tiêu diệt được long chảo vàng kim nhưng hắn cũng tốn không ít sức. Cách đó không xa, ngao thượng thấy cảnh này cũng chẳng chút bất ngờ. Tiếp đó thân hình hắn lóe lên rồi lao về phía tử hằng. Lúc lao về phía tử hằng, trên người ngao thượng tỏa ra ánh vàng, long uy khủng bố bao trùm cả chiến đạo đài. Chỉ thấy ngao thượng gia quyền, nắm đấm của hắn đã thay đổi, ánh vàng ngưng tụ thành ảo ảnh long chảo bao bọc toàn bộ nắm đấm của hắn. Năm ngón tay hắn nắm chặt lại, long chảo vàng kim bao bọc nắm đấm của hắn cũng nắm chặt lại biến thành hình dạng nắm đấm. Uy thế kinh người phát ra từ nắm đấm, ánh vàng trói lọi như muốn chọc mù con mắt. Những người theo dõi trận chiến xung quanh mà thực lực hơi thấp đều không dám nhìn thẳng vào ngao thượng. Đây là chân long quyền sao, uy thế mạnh mẽ khủng khiếp ghê có người tự lẩm bẩm bởi vì tộc chân long cách hoang vực quá xa rất nhiều người chưa từng thấy cảnh long tộc hóa hình ra tay nhưng cũng từng nghe qua truyền thuyết về chân long quyền chân long quyền là quyền pháp được sáng tạo bằng hình người sau khi long tộc có thể biến hóa quyền pháp này vô cùng mạnh mẽ ngang ngược ác liệt bình thường người cùng cảnh giới căn bản không thể chịu nổi chân long quyền quả nhiên sau khi ngao thượng thi triển chân long quyền khí tức của hắn lại tăng vọt uy thế bạo phát chẳng hề kém cạnh từ hằng uy thế của nắm đấm cuồn cuộn quét ngang từ hằng không dám chủ quan, hắn thi triển thuần dương kiếm thuật, chém ra kiếm quang nóng rực để cản lại Long quyền vàng kim. Kiếm quang mạnh mẽ còn nóng bỏng hơn cả nham thạch nóng chảy. Lúc nó chém rách không gian để lại một dấu vết đỏ thấm kinh người như thể không gian bị kiếm quang ăn mòn chỉ trong phút chốc. Đối mặt với kiếm quang khủng bố như vậy, Ngao thượng chẳng hề tránh né mà dùng chân Long quyền cản phá. Dù kiếm quang khủng bố nhưng chân Long quyền của hắn còn có tính hủy diệt vạn vật hơn, huống chi chỉ là một kiếm quang. Ầm um, ầm um ầm um, hai người lại giao đấu kịch liệt ngao thượng dùng chân long quyền hung mãnh chẳng khác gì một chân long không đúng người ta vốn dĩ chính là chân long hóa hình đại chiến vẫn đang tiếp diễn tử hằng thi triển thuần dương kiếm thuật vô số kiếm quang nóng rực đan sen quanh người hắn nhưng cuối cùng trường kiếm dẫn dắt chúng hóa thành dòng thác kiếm quang bao trùm ngao thượng tử hằng thi triển thuần dương kiếm thuật đến cực hạn nhưng lại bị ngao thượng đỡ được hai nắm đấm mạ vàng của hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt chúng cực mạnh gần như bất khả chiến bại kiếm quang chạm phải nắm đấm vàng kim là vỡ vụn, ngoài việc vận dụng chân long quyền, ngao thượng còn dùng linh lực để biến đổi bí pháp. Thỉnh thoảng long chảo vàng kim hoặc một đầu rồng vàng kim uy nghiêm lại xuất hiện từ hướng nào đó rồi tập kích tử hằng. Đôi mắt nó còn to hơn cả nắm đấm, nó há miệng nuốt chừng tử hằng. Ngoài việc phải đối mặt với sự tấn công trực diện của ngao thượng, tử hằng còn phải đối mặt với tập kích xung quanh để phòng ngừa bất chắc. Tiếp tục giao chiến, ngao thượng luôn chiếm thế chủ động còn tử hằng thì rơi vào thế bị động hắn rất muốn chuyển từ TB động sang chủ động nhưng hắn chẳng làm được gì trước sát chiêu của Ngao Thượng. chương 251, Bi kịch tử hằng. Điều này khiến hắn vô cùng bức xúc. Phụt, tử hằng phun một ngụm máu lên thanh trường kiếm. Trường kiếm không ngừng rung lên rồi bộc phát khí thức tuyệt thế, kiếm quang cũng càng thêm sắc bén. Một quyền ấn vàng kim ẩn chứa sức mạnh vô song đấm thẳng vào ngực tử hằng. Tử hằng cũng đâm một kiếm. Kiếm này còn đáng sợ hơn cả lúc trước, nó như một tia sáng trắng đâm vào pháp bảo lam y của Ngao Thượng. Pháp bảo Lam Y tỏa ra ánh sáng xanh cố gắng ngăn cản tia sáng trắng này nhưng tia sáng trắng lại có khả năng xuyên thấu cực mạnh, nó xuyên qua cả áo Lam. Phụt một tiếng, tiếng vũ khí sắc bén đâm vào cơ thể vang lên, tử hằng đâm ngao thượng một kiếm, ầm, tử hằng chịu một cú đấm khủng bố của ngao thượng, hắn văng thẳng ra ngoài rồi đập vào bức tường vô hình. Hắn phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, ngao thượng cũng ngự một tiếng rồi lùi lại mấy bước, chỉ thấy trước ngực hắn bị đâm thủng, máu tươi thấm ướt quần áo. Hắn loạn trọn lùi về sau vài bước rồi ngồi xếp bằng trên mặt đất để vận công chữa thương. Ngao thượng được bao phủ trong ánh sáng vàng kim vô cùng êm dịu, chỉ thấy vết thương trước ngực hắn khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Kể cả áo lam bị đâm thủng trên người hắn cũng lành lặn như cũ. Vết sách do thanh kiếm vừa gây ra lại tự động phục hồi, có thể thấy đây là một pháp bảo phòng ngự phẩm chất bất phàm. Từ hàng rơi xuống chiến đạo đài, vẻ mặt hắn hồn bay phách lạc. Hắn thua rồi thua dưới tay một thái tử tộc chân long mới siêu phàm cảnh viên mãn. Tuy hắn đã đột phá được lớp phòng ngự của chân long thái tử, đâm ngao thượng một kiếm nhưng nó chẳng thành vấn đề với năng lực hồi phục cực kỳ mạnh mẽ của tộc chân long đâu. Trừ phi hắn lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm ý có thể lưu lại trên miệng vết thương khiến từng phút từng giây người bị đâm phải chịu đựng cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Tuy nhiên hắn lại không lĩnh ngộ được kiếm ý. Ngược lại cảm giác đau đớn từ một đấm vừa rồi của Ngao Thượng vẫn chưa tiêu tan mà còn lưu lại trong lồng ngực hắn bởi vậy mới nói nhìn thì tưởng lưỡng bại câu thương nhưng thực tế hắn đã thua đến điểm là ngừng nên dừng tại đây thôi ở phía dưới cường giả tộc chân long mở miệng nói thái tử xuống đi tuy ngao thượng hơi không cam tâm nhưng vẫn đi xuống thái tử ngao thượng còn trẻ tuổi mà chiến lược bất phàm tương lai không xa tộc chân long lại sắp có thêm một đại thánh rồi hoàng niên nhìn ngao thượng thật sâu rồi quay đầu nhìn về phía cường giả tộc chân long và nói đại thánh chính là tôn sưng chỉ những người cấp thánh cảnh nhưng cùng cấp không ai là đối thủ. Nếu Ngao Thượng thành thánh, chắc chắn hắn sẽ là một đại thánh. Vẻ mặt Bạch Hoàng và Chu Hồng bên cạnh hắn đều rất nghiêm túc. Bạch Hoàng không nhạo báng tử hằng bại trận, thực lực của hắn và tử hằng cũng ngang nhau, đổi lại là hắn cũng không có cửa thắng Ngao Thượng. Khả năng thất bại là rất lớn, sắc mặt các truyền nhân quan sát xung quanh cũng rất nghiêm túc, nhất là Trần Hồng, La Nguyên. Trong lòng họ thầm mắng, mà nó có một kẻ biến thái như lục trần là đủ lắm rồi tại sao ngao thượng cũng biến thái vậy tốt xấu gì bọn họ cũng là truyền nhân đứng đầu các giáo thực lực đều không tầm thường nhưng đấu với mấy ví dụ điển hình của sự biến thái như ngao thượng lục trần thật sự không tài nào thắng nổi nếu chờ bọn họ đuổi kịp bước chân rồi thu hẹp khoảng cách có thể họ bị nghiền nát trong lòng thoáng chút khẩn trương sau khi trở về nhất định phải điên cuồng nâng cao thực lực ai lên sau khi ngao thượng bước xuống nhân hoàng mấy thế lực lớn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi các đại truyền nhân của họ đều phải đấu với tử hằng vì hôm qua tử hằng đã khiêu chiến tất cả bọn họ ta lên khương thải nhiên vẻ mặt lạnh lùng bay lên chiến đài tử hằng đang chữa thương trên chiến đạo đài luyện hóa quyền ý dung nhập vào trong thân thể thì thấy khương thải nhiên lên đài tử hằng sắc mặt xanh mét nở một nụ cười nịnh nọt tỉ tỉ xin ngươi thương xót ta sai rồi có được không tử hằng nói xong lại nhìn thoáng qua phía bên dưới chỉ thấy trần hồng la nguyên Xích Ly đứng cùng một chỗ như thể muốn xếp hàng lên đánh hắn. Gia tộc U Dương của huyền vực và một đám tiên tử đế nữ vực đều lẫn trong đám người, không biết mình có đắc tội với họ không nhỉ, có phải họ cũng đang xếp hàng chờ đánh hắn không ta? Hôm qua người đâu có gọi ta như vậy khuôn mặt xinh đẹp của Khương Thải Nhiên cực kỳ lạnh lùng, nàng nở một nụ cười chế giễu. Hôm qua tên này còn gọi nàng là con nhóc, hôm nay lại gọi nàng là tỷ tỷ, biết sai rồi à? Tử Hằng ngượng ngùng cười, hôm qua chẳng phải do ta sai hay sao? Khương Thải Nhiên khoanh tay lạnh lùng nói, cho ngươi một canh giờ để trị thương. Sau một canh giờ, trận chiến đấu kịch liệt lại nổ ra. Tử Hằng và Khương Thải Nhiên lao vào đại chiến, kiếm quang quấn quanh người Tử Hằng, trường kiếm dẫn dắt kiếm quang hóa thành một chiếc võng kiếm siêu to khổng lồ bao trùm Khương Thải Nhiên. Ma khí quanh người Khương Thải Nhiên rít gào rồi ngưng tụ thành một ma ảnh đáng sợ. Ma ảnh khổng lồ đè ép đạo đài, chỉ cần nó phất tay là kiếm quang nát bấy, sau đó nó thò tay bắn về phía Tử Hằng, Thân hình Tử Hằng lóe lên tránh né đòn công kích, đồng thời hắn thi triển kiếm quyết khác để chống cự. Nhưng mà ảnh sau lưng Khương Thái Nhiên như hình với bóng, nó thỏ ra bàn tay khổng lồ, giao chiến hơn 10 phút, Tử Hằng không địch lại Khương Thái Nhiên, hắn bị đánh bay ra mép chiến đạo đài, miệng phun máu tươi. Lần này Tử Hằng bị trọng thương thật rồi, hắn nằm trên đất không ngượng dậy nổi. Khương Thái Nhiên nhảy xuống chiến đài, chẳng buồn liếc mắt nhìn Tử Hằng. Tử Hằng thân mang trọng thương, việc này khiến đám người Hoàng Nhiên. Chu Hồng âm thầm sốt ruột nhìn về phía nhân hoàng các thế lực khác với vẻ cầu xin. Ta không muốn lợi dụng người khác, cho ngươi một ngày dưỡng thương. Xích Ly liếc tử hằng rồi mang theo người của Xích Long Thành rời đi. chương 252, tiểu thư nhà ngươi lớn lối thật đó. Trần Hồng và La Nguyên cũng không khiến tử hằng khó xử, bọn họ đều rời đi. Ngày thứ hai Xích Ly đến và khiêu chiến với tử hằng. Cả hai chiến đấu ác liệt trên chiến đạo đài trong vòng nửa tiếng, trận chiến kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của tử hằng ngày thứ ba tử hằng đấu với thánh tử thánh giáo luyện cổ trần hồng thua ngày thứ tư tử hằng tái chiến với thánh tử thánh địa cổ thương la nguyên thua không phải tử hằng yếu hơn các thánh tử đây là chuyện không thể chiến lược của các thánh tử đứng đầu không kém nhau là mấy dù có tranh lệch cũng chẳng đáng là bao nguyên nhân chính là từ hôm đầu tiên tử hằng đã bị trọng thương chỉ trong một ngày sau mà khôi phục được hắn chưa bình phục hoàn toàn đã phải đối mặt với thử thách mới lặp đi lặp lại mấy lần như vậy thương tích của Tử Hằng không ngừng chồng chất. Sau khi khiêu chiến với La Nguyên, Tử Hằng trở lại từ lâu phun ra máu tươi rồi lâm vào hôn mê. Ngày thứ năm mọi người tới tần Gia từ sớm rồi bắt đầu ghép bản đồ, nghiên cứu vị trí mộ địa liễu kình. Tất cả mọi người không chú ý tới Tử Hằng, cơn ác mộng theo đó chấm dứt. Cuối cùng Tử Hằng đáng thương cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Hôm nay phủ đệ xa hoa của tần gia mở rộng cửa lớn để đón khách quý. Trong mắt tần gia, các thế lực ngoại vực đều là khách quý gia tộc u dương ở huyền vực băng tuyết cung điện đến từ đế nữ vực mấy đoàn từ thanh vực lẫn hoang vực đều tụ hội tại tần gia các nữ tử băng tuyết cung điện được sắp xếp ở vị trí chính giữa khuôn mặt họ cực kỳ xinh đẹp lại thêm khí chất xuất trần khiến quan khách xung quanh được mở rộng tầm mắt lục trần cũng tới theo sau hắn là phong lôi các và đệ tử thánh địa giao trì cả đám được người hầu tần ra đón vào cửa rồi dẫn tới đại sảnh khi lục trần bước vào vô số ánh mắt đều đổ về phía hắn Lục Trần bỗng chốc trở thành tiêu điểm chú ý, dù sao mấy ngày gần đây, chủ đề đàm luận nhiều nhất ở thành Cự Khuyết cũng chính là Lục Trần. Cùng lúc đắc tội với mấy thế lực lớn đứng đầu mà vẫn vui vẻ nhảy nhót sao có thể không khiến người ta tò mò. Ánh mắt tò mò chủ yếu đến từ các thế lực hoang vực như Thuần Dương Tông, Thánh Điện Thanh Long, Đan Hoàng Điện và đám người Tần gia, Cố gia nữa. Các thế lực Lục Trần từng đắc tội thì không cho hắn sắc mặt tốt, họ đều rất lãnh đạm. Hoặc là không thèm nhìn thẳng nhắm mắt làm ngơ với lục trần luôn lục trần đã sớm quen với ánh mắt này dù sao người đẹp trai trở thành tiêu điểm của toàn trường cũng là chuyện hết sức bình thường sở dĩ người khác phái nhìn hắn không phải vì bị vẻ đẹp trai của hắn hấp dẫn mà họ đều ghen tị với vẻ đẹp của hắn nếu người ở đây có thể nghe thấy tiếng lòng của lục trần nhất định họ sẽ thầm mắng hắn không biết xấu hổ lục trần nhìn xung quanh một lượt không thể không nói còn phát hiện hai người quen ví dụ như long thần đang ngồi cùng người của thánh điện thanh long ở một bàn nào đó Ngoài ra còn có tử minh một thân trường bào tím cũng có mặt, hắn vẫn ăn mặc bảnh bao như xưa. Lục Trần có chút ấn tượng với hai người này vì lúc trước từng giao thủ ở Thánh Thành. Này huynh đệ, người cũng đến rồi à? Lục Trần đi tới trước mặt Long Thần vươn tay kề vai bá cổ thân thiết chào hỏi. Ca, ca, lần trước là ta sai, người đừng tìm ta gây phiền phức nữa. Long Thần sắp không chịu nổi sự nhiệt tình của Lục Trần rồi, hắn sợ tới mức run lẩy bẩy. Lần trước ở phủ đệ Hàn Gia, Long Thần đi theo trưởng lão Thánh Điện Thanh Long cũng ở trong đám người. Lúc nhìn thấy Lục Trần, Long Thần đã nhận ra hắn. Đây chẳng phải tên lần trước công khai trêu chọc Thánh Nữ Liễu Khuynh Thành ở Thánh Thành sao. Hắn còn từng cùng đám Lý Hắc, Tử Minh ra tay với Lục Trần, đáng tiếc đều bị đánh bại. Ba người họ thua rất bất bình, dù sao họ cũng do người có thực lực cấp Thánh bồi dưỡng ra, vậy mà họ lại bại dưới tay kẻ có cảnh giới thấp. Mãi đến khi ở Hàn Gia biết được thân phận của Lục Trần,